huyết kiệt lại xưng thiên ma tính mỹ vị bình có rất mạnh hóa ứ cầm máu sinh cơ liễm sang hoạt huyết định đau hiệu quả thậm chí trị liệu bị thương tâm phúc ứ đau ngoại thương chảy máu một vị chủ dược đêm qua rừng cây một trận chiến chân giải mặc dù không có cầm xuống đối phương tuy nhiên lại trực tiếp đập đối phương ở ngực một trưởng một trưởng kia uy lực có thể là mạnh vô cùng người bình thường căn bản gánh không được bất quá người kia lại là hóa kình thực lực sau cùng dùng nội lực khiêng một chút có thể coi là như thế, cũng đã thương phế phủ, bởi vậy muốn trị liệu thương thế này, phải dùng huyết kiệt. Mà lại tốt nhất là huyết kiệt bên trong cực phẩm, long huyết kiệt. Đương nhiên không có long huyết kiệt, phổ thông huyết kiệt mặc dù hiệu quả kém một chút cũng có thể dùng, mà lại nhất định phải có, không thể dựa vào những dược vật khác thay thế. Cho nên khi Trần Giải đem phụ cận mấy huyện thành huyết kiệt đều mua lại về sau, đối phương liền không có cơ hội lại mua đến huyết kiệt. Nhất là bọn hắn tốt nhất trị liệu thời gian chỉ có 3 ngày, nếu là có thể có năm sáu ngày có lẽ bọn hắn còn có thể đến chỗ xa hơn đi mua thế nhưng là ba ngày không cùng chuyến cho nên bọn hắn chỉ có thể bí quá hóa liều đến chính mình nơi này đoạt mà chính mình liền có thể ôm cây đợi thỏ đến cái bát rùa trong hũ tiểu hổ ngay sau khi phân phó trần giải trực tiếp dẫn người tiến đến mua sắm huyết kiệt lúc này thời điểm một bên tô vân cẩm nhìn lấy trần giải đến phu quân ngươi muốn đem ba cái huyện thành huyết kiệt đều mua lại cái kia được bao nhiêu à chúng ta dùng sao trần giải nghe lời này nói Ha ha, đương nhiên dùng đến, gần nhất ta lại nghĩ tới một môn sinh ý, có thể cho chúng ta bạch hổ đường kiếm được số lớn lợi nhuận. Cái gì sinh ý? Tô Vân Cẩm hỏi, Trần Giải nghe lời này cười nói, bán kim sang dược à. Tô Vân Cẩm sững sờ, Trần Giải đến, thời đại này đao binh nổi lên bốn phía, lang yên cuồn cuộn, đâu cũng có giết người cướp bóc, thụ đao kiếm tổn thương người, còn nhiều, chúng ta cái này kim sang dược nếu là làm xong, thế nhưng là một môn đại sinh ý nhất là nếu như tương lai phát sinh đại quy mô chiến tranh, chúng ta kim sang dược tuyệt đối là được hoan nghênh nhất, giá cả cũng sẽ trở nên lần tăng. Ta vừa lúc ở sư phụ chỗ đó được một cái toa thuốc, chính là đỉnh tốt kim sang dược chi phương, mà toa thuốc này bên trong. Cái này huyết kiệt cũng là một vị ắt không thể thiếu dược vật, hơn nữa lại bắt kịp sự kiện lần này, dứt khoát liền nhiều độn một số huyết kiệt. Loại này có cầm máu dược vật đều là chiến tranh lúc hút hàng nhất dược vật, độn cái này có thể thua thiệt không được vốn. Tô Vân Cẩm nghe vậy nói phu quân trong lòng hiểu rõ là được. Trần Giải nói, ừm, nương tử yên tâm, đúng rồi ta một đêm này chưa từng ăn đồ ăn, cũng có chút đói bụng, phu nhân chuẩn bị cho ta một ít thức ăn à. Tô Vân Cẩm nói, ừm, tốt, nhanh cho lão ra đem ăn bưng lên. Trần Giải sững sờ nhìn lấy Tô Vân Cẩm nói, nhanh như vậy. Nghe lời này, một bên ấn hồng mai nói, lão ra, phu nhân đêm qua một đêm đều đang đợi ngài, cái này cơm cũng tại trên lò nóng lên vừa nóng, đến bây giờ cũng không biết nóng lên bao nhiêu lần. Trần Giải nghe vậy nhìn lấy Tô Vân Cẩm nói, nương tử, ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không biết thương tiếc chính mình à? Tô Vân Cẩm ôm lấy nụ cười ôn nhu nói, phu quân, trời nóng ăn không vô, đừng nghe các nàng nói hưu nói vượn. Trần Giải há có thể không hiểu chính mình cái này nương tử là hạng người gì, cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc này thở dài nói, về sau nhưng không cho như vậy, nhớ đến đúng hạn ăn cơm. Tô Vân Cẩm cúi đầu nói, ừm, ta đã biết ta chỉ là ăn không vô. Trần Giải nói, ăn không vô liền miễn cưỡng ăn. Ngươi bây giờ thế nhưng là đương gia chủ mẫu, ta nếu là không tại, ngươi chính là cái này bạch hổ đường người đáng tin cậy. Ngươi cũng không thể ngã xuống. Ngươi nếu là ngã xuống, bạch hổ đường cũng liền đổ. Đến lúc đó nếu là ta trở về, bạch hổ đường tàn, phu quân cơ nghiệp cũng liền không có. Ngươi hiểu chưa? Tô Văn Cẩm nghe lời này nhìn xem Trần Giải nói, phu quân, ta, ta hiểu được. Trần Giải cười, cái này là được rồi, nhớ kỹ thân thể của ngươi không đơn thuần là chính ngươi hay là của ta, là bạch hổ đường. Tô Vân Cẩm nói, phu quân, nói bậy, nào có như vậy trọng yếu. Trần Giải cười nói, đương nhiên trọng yếu, ngươi còn phải cho ta sinh con dưỡng cái đâu, tương lai cái này bạch hổ đường thiếu chủ nhân, còn phải tô nương tử hao tâm tổn trí à. Tô Vân Cẩm nghe vậy sắc mặt đỏ bừng nói, phu quân, ngừng nhắc tới chút ngượng chi ngôn, còn có nhiều như vậy người đâu. Trần Giải nhìn xem vây quanh chính mình mọi người, nha hoàn ấn hồng mai thuy cúc cái này đều là người một nhà đến mức tiểu đậu đinh vật nhỏ này lúc này thời điểm ngay tại lấy một khối lớn kẹo mạch nha ăn có thể vui vẻ đã ăn xong còn cắn thành từng cái khối nhỏ phân biệt trang ở một bên túi nhìn đến đây trần giải sững sờ nhìn lấy tiểu đậu đinh nói duệ duệ ngươi làm cái gì vậy đâu ăn kẹo à tiểu đậu đinh hồi đáp trần giải nói ta biết ta là muốn hỏi ngươi ngươi cho ta cục kẹo kia không có cắn à Tiểu đậu đinh sững sờ, theo sát lấy nhìn chung quanh một chút nói. Tỷ phu ngài yên tâm, ngươi khối kia không có, khối này lớn, ta sợ người khác đoạt, cho nên mới cắn một thành. Trần giải nghe lời này nói, còn có người đoạt. Tiểu đậu đinh nói, đương nhiên, bạn học cùng lớp thường xuyên đoạt. Nghe lời này, Trần giải nói, thảm như vậy, ngươi không có nói cho bọn hắn, ta là tỷ phu ngươi sao. Nói, không nói bọn hắn còn không đoạt đây. Phách lối như vậy. Trần giải nhíu mày, đây cũng quá khoa trương đi tiểu đậu đinh gật đầu nói ừm ân tương đương phách lối trần giải nói bọn hắn dẫn đầu là ai à tiểu đậu đinh nói hoa sư phụ ừm hoa tam nương trần giải sừng sốt một chút nhìn lấy tô vân cẩm tô vân cẩm nói mấy ngày trước đây hoa tỷ tỷ đến xem ta cảm giác cho chúng ta cái này lớp học có ý tứ liền chủ động nhận thầu võ đạo tiết đồng thời tại chỗ bổ nhiệm duệ duệ vì đại sư tỷ bất quá lại là lâm thời bởi vì dễ dệ là muội muội của ngươi cho nên hoa tỷ tỷ nói nàng võ đạo khóa trên ai cũng không cho khi dễ nhỏ yếu nhưng là có thể khi dễ cường đại tỷ như đại sư tỷ nếu như ai đem đại sư tỷ đánh khóc nàng không chỉ không phạt hơn nữa còn khen thưởng trần giải nghe lời này nhìn lấy tô vân cẩm nói nương tử cái này dệ duệ không được chịu lắm đánh ngươi không có ngăn cản một chút tô vân cẩm nghe lời này vẻ mặt đau khổ nói không có cách nào ngăn cản à bởi vì duệ duệ đồng ý Ừm, ngươi đồng ý." Chân Giải kinh ngạc nhìn lấy Dụ dệ Dụ Dụ nói, "Đồng ý, chứ lớn hơn ta quá nhiều, những người khác ta đều có thể cùng bọn hắn đánh, lớn quá nhiều. Sư phụ nói, ta 10 tuổi, bọn hắn liền có thể đánh với ta, ta hiện tại cùng sư phụ học được rất nhiều." "Đúng rồi, tỷ phu, ta hiện tại khí lực cũng lớn." Chân Giải nhìn lấy Dụ dệ, dệ chỉ thấy Dụ dệ, dệ đưa tay trực tiếp đem cái ghế một bên một cái tay giơ lên. "Hả?" Chân Giải một mặt kinh thán chính nhà mình áo khoác bông, lúc nào lợi hại như vậy, cái này lực lượng tuyệt đối không phải một cái năm tuổi nửa hài tử có thể có được. Trần Giải nhìn lấy Duệ Duệ nói, ngươi lúc nào biến đến như vậy có sức mạnh rồi. Duệ Duệ nói, liền ngày ấy, hoa sư phụ nói tất cả mọi người có thể khi dễ ta vào cái ngày đó. Hoa sư phụ lén lút đưa cho ta một viên màu vàng đất đan dược, ăn, sau đó nàng lại dạy ta như thế nào hô hấp, ta liền như vậy. Trần Giải nghe lời này, nhíu mày, Tô Vân cầm nói, ừm, Thái Tuế Đan. Tô Vân Cẩm là nếm qua Thái Tuế Đan, Duệ Duệ lại không có, không nghĩ Hoa Tam Nương lại đem nàng viên kia Thái Tuế Đan cho Duệ Duệ. Tiểu gia hỏa này xem bộ dáng là thật vô cùng thụ Hoa Tam Nương yêu thích à. Bất quá cái này tuổi tác ăn Thái Tuế Đan, hấp thu chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận đều lãng phí, chỉ có thể nói đánh cái không tệ cơ sở. Mà chân giải trước kia là chuẩn bị lợi dụng những phương pháp khác, giúp Duệ Duệ đặt nền móng. Bất quá bây giờ Hoa Tam Nương đã lựa chọn dùng Thái Tuế Đan, Vậy liền nghe hoa tam nương à? Trách không được hoa tam nương nói, cho phép toàn lớp người khi dễ dễ dễ, phải biết lớp học kia bên trong, lớn nhất hẳn là con nuôi của mình Tôn Dũng. Mà Tôn Dũng hẳn là không tham dự một vòng này nhằm vào dễ dễ, thậm chí hắn sẽ còn chủ động bảo hộ dễ dễ à? Trần Giải nghĩ đến, theo sát lấy nhìn lấy dễ dễ nói. Dễ dễ, ngươi làm sao đáp ứng ngươi sư phụ ý nghĩ, tiếp nhận tất cả mọi người nhằm vào đâu? Dễ dễ nghe vậy nói, bởi vì sư phụ nói, chỉ cần ta có thể đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, ta chính là bọn họ đại sư tỷ, về sau bọn hắn đều nếu nghe ta, trái lại, nếu là có người có thể đánh bại ta, sau đó lại chịu đựng được tất cả chúng ta tiến công, là hắn có thể làm đại sư ca, hoặc là đại sư tỷ, đến lúc đó có thể lãnh đạo chúng ta, ra lệnh cho chúng ta. Ta muốn làm đại sư tỷ, để bọn hắn đều nghe ta. Dệ dệ đôi tay chỉ về đằng trước, trong ánh mắt có ánh sáng. Trần giải nghe lời này, không thể không nói, Hoa Tam Nương thật đúng là hiếu chiến à, muốn làm đại sư tỷ, hoặc là đại sư ca, liền muốn một người lật tung tất cả mọi người, sau đó trở thành hoàn toàn xứng đáng vương. Cái này thế nào nghe đều không giống như là một cái trong học viện có thể đi ra phương thức, ngược lại Trần Giải ngược lại là nghe qua không ít ổ thổ phỉ bên trong là như vậy chọn lão đại. Bất quá Trần Giải không có cảm thấy có gì không ổn, loạn thế võ giả đầu tiên học liền là như thế nào sống sót. Như vậy ngược lại là có thể bồi dưỡng được một nhóm nhân tài ưu tú. Trần Giải nói. Ừm, rất tốt, tỷ phu cũng ủng hộ ngươi làm cái này đại sư tỷ. Thật, cảm ơn tỷ phu. Tiểu đậu đinh rất vui vẻ, nàng rất cần tỷ phu cổ vũ. Tô Vân Cẩm nghe vậy nói, phu quân, như vậy có thể hay không không ổn à? Trần Giải nói, cái này có gì không ổn, cái này thế đạo, học sinh liền muốn có chút sói tính. Loại hành vi này chẳng những không cần phải ngăn lại, mà lại hẳn là tiến hành tán dương. Về sau cái này đại sư tỷ hoặc là đại sư ca cũng là trong lớp trưởng lớp, về sau có thể phụ trợ lão sư trợ giúp quản lý học sinh nghe lời này tô vân cẩm không nói thêm gì chỉ là gật đầu nói vậy liền theo phu quân trần giải cười nói cái kia liền đa tạ nương tử tín nhiệm hai người ta chê cười ở giữa đồ ăn liền đã bưng lên tô vân cẩm lúc này nhìn lấy trần giải nói phu quân ta muốn nói với ngươi sự kiện trần giải nói hả, ngươi nói tô vân cẩm nói sau năm ngày đông thành có miếu hội buổi tối sẽ thả đèn Duệ duệ bọn hắn đều muốn đi nhìn đèn, ngươi xem chúng ta. Trần giải nghe lời này nói, há, liền việc này à, đi, đến lúc đó nhường tiểu hổ mang các ngươi đi thôi, một cái hóa kình cao thủ theo, an toàn sẽ không có vấn đề. Tô Vân Cẩm nghe lời này nói, ừm, um, vậy làm phiền phu quân. Trần giải nói, ừm, um, không có việc gì, nghĩ đến cũng là, đến miệng thủy huyện đã như vậy thời gian dài, ta còn không có cùng các ngươi đi dạo một vòng trong thành này phong cảnh. Ngược lại là có thể thừa cơ hội này, nhìn một chút cái này miếu hội, đuổi đến những nơi náo nhiệt, nếu là ta lúc đó không có việc gì, ta liền bồi nương tử cùng đi. Đa tạ phu quân. Tô Vân Cẩm cười ngọt ngào. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, theo sát lấy chỉ thấy tứ hỉ vội vã chạy vào, nhìn đến trần giải liền ôm quyền nói. Đường chủ. Hả, tứ hỉ à, chuyện gì? Tứ hỉ nghe lời này nói. Đường chủ, đặt lỗ hoa xích phủ người tới, nói muốn thỉnh đường chủ qua phủ nghị sự. Qua phủ nghị sự. Trần Giải sững sờ, một bên Tô Vân Cẩm nhìn về phía Trần Giải nói: "Phu quân, không có sao chứ?" Trần Giải cười nói: "Không ngại, ta đi xem một chút là đủ." Nói xong, đứng dậy, lúc này Tô Vân Cẩm nói: "Phu quân, ngài còn chưa ăn cơm đây." Trần Giải quay đầu nói: "Nương tử, các ngươi ăn trước." Nói xong lời này, Trần Giải đi hai bước dừng một chút nói: "Đúng rồi, Hồng Mai, Thuy Cúc, các ngươi nhìn lấy phu nhân ăn cơm, phu nhân nếu là chưa ăn no, trở về các người liền đợi đến bị phạt à vâng lão ra trần giải quay người rời đi đây là hồng mai cùng thúy cúc nhìn lấy tô vân cẩm nói phu nhân ngài liền ăn chút đi không phải vậy chúng ta thật là muốn chịu phạt tô vân cẩm bất đắc dĩ nói tốt ta ăn trần giải ra phủ đệ theo sát lấy đối tứ hỉ nói tứ hỉ hôm qua làm không tệ ngươi có thể kịp thời đem liễu lão quái tìm đến làm nhớ ngươi một công nghe lời này tứ hỉ vội vàng nói đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự không dám giành công mà lại tại hạ là làm qua chuyện sai. Trần Giải cười nói, ha ha, ngươi à, cái này tâm lý luôn có gánh vác, buông ra điểm, chúng ta bạch hổ đường rất lớn, cho cái kế tiếp đi nhầm đường người, đại gia cũng đều đem ngươi trở thành huynh đệ. Vâng, tạ tạ đường chủ. Trần Giải vỗ vỗ tứ hỉ bả vai nói, ngươi à, chỉ phải nhớ kỹ, đối đầu các huynh đệ có chuyện lợi, liền không có sai, đúng, tiểu hổ mấy ngày nay muốn mua rất nhiều máu kiệt trở về, ngươi tìm chống trải khố phòng cất giữ vâng đường chủ ta vậy thì an bài tứ hỉ lên tiếng theo sát lấy lập tức đi an bài khố phòng lúc này thời điểm chân giải theo một đám người trực tiếp hướng đặt lỗ hoa xích phủ mà đi rất nhanh chân giải liền đạt tới đặt lỗ hoa xích phủ một tới cửa liền thấy nơi này còn có hai cỗ xe ngựa một cỗ là liễu lão quái một cỗ là nam bá thiên chân giải nhìn đến cái này hai chiếc xe cũng là xứng sở miệng thủy huyện hai cái có thực lực nhất bang chủ đều đến Xem ra hôm nay hội nghị này muốn thảo luận sự tình không nhỏ à. Nghĩ như vậy, lúc này thời điểm chỉ thấy Kỳ Mộc Cách thống lĩnh đi ra, Kỳ Mộc Cách nhìn lấy Trần Giải nói, "Cửu tứ ngươi đã đến." Trần Giải lập tức ôm quyền nói, "Kỳ Mộc Cách thống lĩnh." Kỳ Mộc Cách nói, "Không khách sáo, không khách sáo, đến chúng ta trong phủ tự thoại, đại nhân cũng chờ đã lâu." Trần Giải nghe lời này lập tức theo Kỳ Mộc Cách tiến vào trong phủ. Đây là chỉ thấy gia luật đại nhân ngay tại cách đó không xa bên hồ câu cá bên cạnh còn ngồi đấy liễu lão quái cùng nam bá thiên. Lúc này ba người một người một cái cần câu, ném vào cái này trong nước thả câu. Trần giải cùng kỳ mộc cách tới, kỳ mộc cách nói, đại nhân, Trần cửu tứ đến. Gia luật nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Trần Giải, lập tức ngoắc nói, cửu tứ, ngươi mau tới đây. Trần Giải không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là thật nhanh nên đón tiếp lấy nói, đại nhân. Gia luật nói, nam bang chủ một bên còn có một cái cá vị, ngươi đi qua, câu một hồi. Trần Giải nghe vậy nói. Vâng. Nói Trần Giải đi tới Nam Bá Thiên bên người. Nam Bá Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Trần Giải nói. Cửu tứ cũng là long tinh hổ mãnh à. Làm sao nghe người thủ hạ Trần Tiểu Hổ nói. Bản thân bị trọng thương à. Trần Giải nghe lời này lập tức nói. Bang chủ nói đúng lắm. Ta cũng là kéo lấy bệnh tới. Đúng rồi đường tiên sinh tỉnh à. Nam Bá Thiên nghe vậy nói. Tỉnh. Trần Giải nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hai người nói. Đây là gia luật nói. Ai, hai người các ngươi xì xào bàn tán cái gì đâu. Nói ra mọi người cùng nhau nghe một chút. Nghe lời này, Trần Giải lập tức ôm quyền nói. Gia luật đại nhân, không có gì, nhà ta bang chủ quan tâm ta thương thế đâu. Nam Bá Thiên nhìn Trần Giải một cái nói. Vâng, gia luật đại nhân, ta quan tâm hắn thương thế đây. Nghe lời này, gia luật nói. Há, không nghĩ tới các ngươi quan hệ tốt như vậy à. Đúng, hôm nay dạng sáng đến cùng tình huống như thế nào. Nghe nói các ngươi chết rất nhiều người à. Nghe lời này Trần Giải nhìn về phía Nam Bá Thiên, Nam Bá Thiên cho mày, nhìn xem Trần Giải. Trần Giải lại nhìn một chút liễu lão quái, liễu lão quái mặt không biểu tình, Trần Giải nói, Ừm, không có gì, là bái hỏa giáo cầu tặc tập kích tào ba người, ta là dân bang chủ mệnh lệnh trước đi trợ giúp liễu bang chủ. Há, là cái dạng này sao? Gia luật nhìn về phía Nam Bá Thiên, Nam Bá Thiên sắc mặt biến đổi, theo sát lấy nói, không sai, cũng là như thế. Nghe lời này, Gia luật nói, ừm, những này bái hỏa giáo thật sự là quá hung hăng ngang ngược bắc địa quét sạch ba đường mười mấy phủ hiện tại phương nam cũng không an phận loại thời điểm này cần nhất cũng là chúng ta lẫn nhau ở giữa phối hợp thật tốt chấn áp một chút những này vô pháp vô thiên phản tặc cho nên những ngày này ta hy vọng các ngươi ở giữa không cần xảy ra vấn đề gì nếu là có cái gì thù cái gì oán niệm liền hôm nay tại trong nội viện này nói ra ta thay hắn làm chủ thế nhưng là nếu là ra cái này cửa phủ các ngươi lại làm cái gì ân oán cá nhân cũng đừng trách ta không khách khí mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau xem ra hôm nay gia luật đại nhân là muốn làm cái này hòa sự lão không đúng bình thường địa phương tranh đấu gia luật đại nhân cũng mặc kệ à hôm nay làm sao lại nói như thế đâu chẳng lẽ là triều đình xảy ra biến cố gì mọi người nghĩ đến bất quá đều không có nói thêm cái gì mà đây là gia luật nói tốt các ngươi hiện tại có thể nói ân oán của các ngươi mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đều trầm mặc không nói bọn hắn sẽ không ngốc đến thật đem ân oán của mình để lên bàn bởi vì bọn hắn biết cơ bản cũng là không có kết quả tại gia luật nơi này làm không được chính mình cần cho nên lúc này thời điểm nói ra không giải quyết được vấn đề gì chỉ có thể chế tạo ra càng nhiều vấn đề bởi vậy ba người đều giữ yên lặng gia luật cười nói tốt đã như vậy xem ra các vị đều không có cái gì mâu thuẫn đã không có mâu thuẫn vậy ta liền nói điểm chuyện chính nghe lời này mọi người cùng nhau nhìn về phía gia luật không biết gia luật muốn nói chính sự là cái gì. Gia luật nói, ừm, ta nói một chút, bác địa bái hỏa giáo phản loạn các vị đều biết à. Trần giải ba người cùng nhau gật đầu. Bác địa bái hỏa giáo phản loạn thế nhưng là huyên náo rất lớn, quét sạch ba đường, mười mấy cái phủ thành, mấy chục tòa huyện thành. Triều đình phái ra tam đại tinh nhuệ một trong bạch lộc quân đoàn tiến hành chấn áp, thế nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Ba người nhìn lấy gia luật, gia luật nói, ừm, chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến một chút tiếng gió, ta nghĩ nói với các ngươi chính là lần này bắc địa phản loạn triều đình mười phần tức giận nhất là bái hỏa giáo trong tay lại có tinh xảo vũ khí đây đối với đại càn quân đội tạo thành uy hiếp rất lớn bình chương chính sự thoát thoát không hoa đại nhân hết sức tức giận sau đó hướng các nơi phái phát tuần sát xứ mục đích đúng là kiểm tra một chút các nơi phải chăng có tư thông bái hỏa giáo hướng bái hỏa giáo buôn bán bán đồ sát hành động gia luật đại nhân nói trần giải khẽ nhíu mày lúc này thời điểm gia luật tiếp tục nói trước mắt tuần sát sứ đã tại thiểm tây sơn tây tiến hành tuần tra chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chúng ta hồ quảng đường đến lúc đó chúng ta hoàng châu phủ bao quát chúng ta miện thủy huyện đều tại giám sát phạm vi bên trong cho nên ta muốn nói cho các ngươi biết sau đó chúng ta phải trọng điểm cũng là đà kích bái hỏa giáo gãy mất bọn hắn tại miện thủy huyện căn gần nhất ta đã phái kỳ một cách bắt một nhóm bái hỏa giáo phản tặc đồng thời phá hủy bọn hắn một cái vận chuyển lộ tuyến trước mắt cũng bắt được một số người chỉ cần những này người có người mở miệng, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt đến bọn hắn miệng thủy huyện xào huyệt, tiến hành phá hủy. Dùng cái này nghênh đón tuần sát sứ đến chúng ta miệng thủy huyện. Nghe lời này, mọi người trầm mặc. Trần Giải lúc này liền ôm quyền nói, gia luật đại nhân, ngươi nói những này chúng ta nghe rõ, đại nhân ngài liền hạ mệnh lệnh đi, vô luận là ra người, vẫn là xuất lực, chúng ta tuyệt không hai lời. Trần Giải vỗ bộ ngực nói ra, nghe lời này, gia luật rất là vui vẻ, cái này trần cửu tứ là hiểu chuyện. theo sát lấy hắn nhìn về phía nam bá thiên cùng liễu lão quái hai người lúc này cũng liền bận biệu bày tỏ quyết tâm đại nhân ngài cứ nói đi chúng ta phải làm như thế nào. nghe lời này gia luật nhẹ nhàng vuốt cằm nói rất tốt đã như vậy vậy liền nói điểm mấu chốt liên quan tới lần này tuần sát sứ tuần tra sự tình ta cảm thấy chúng ta trọng điểm không phải bắt bái hỏa giáo mà chính là hẳn là đưa ánh mắt đặt ở đồ sắt buôn lậu phía trên lần này triều đình là hạ quyết tâm tuần sát xứ lần này, một đường xuôi nam, đã bắt mười mấy cái đặt lỗ hoa xích, hơn nữa còn có ba cái bị chém giết. Đây chính là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, cho nên vì chúng ta an toàn, ta là vắt hết óc, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn. Cho đến hôm nay liễu bang chủ đến đây hiến kế, ta chợt cảm thấy hiểu ra, có một cái sách lược vẹn toàn. Nghe lời này, Trần Giải, Nam Bá Thiên đều nhìn về liễu lão quái. Nhất là Nam Bá Thiên lúc này nhíu mày, cái này Liễu lão quái đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Trần Giải lại nhìn xem Liễu lão quái, theo sát lấy không nói một lời, tĩnh quan kỳ biến. Đây là gia luật nhìn về phía Liễu lão quái nói, "Liễu bang chủ, ngươi cùng đại gia nói một chút ngươi ý nghĩ." Nghe lời này, Liễu lão quái nói, "Ừm, ta là như vậy nghĩ, đã hiện tại cha là đồ sắt buôn lậu, đã như vậy, không bằng đem Bắc Sơn mỏ sắt cho quan, tất cả mọi người không hái mỏ sắt, tự nhiên là không có cách nào buôn lậu." Dạo này coi như bái hỏa giáo có âm mưu quỷ kế gì, thế nhưng là không có sắt, bọn hắn cũng vô kế khả thi, này chính là sách lược vẹn toàn. Lời vừa nói ra, Nam Bá Thiên mãnh liệt quay đầu nhìn Liễu lão quái nói, "Liễu lão quái, ngươi mẹ nàng điên rồi. Bắc Sơn mỏ sắt quan, ngươi nhường chúng ta bang chúng ăn cái gì?" Liễu lão quái nghe vậy không chút hoang mang nói, "Bá Thiên huynh nói rất đúng, mặc dù cái này Bắc Sơn mỏ sắt chính là ta trong bang trọng yếu nhất sản nghiệp, nhưng là bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất." cũng là gia luật đại nhân khó khăn nhất thời điểm ta mặc dù bất tài cũng nguyện ý vì đại nhân phân ưu chỉ là mỏ sắt quan chỉ cần có thể trợ giúp gia luật đại nhân ta máu chảy đầu rơi liễu lão quái nhìn lấy gia luật đại nhân nói ra gia luật nghe lời này nhìn xem liễu lão quái nói liễu bang chủ nhưng nghĩa người vậy yên tâm việc này xong ta sẽ không bạc đãi liễu bang chủ nghe lời này trần giải cười nói gia luật đại nhân ngươi cũng biết ta ta cái kia mỏ sắt đã không hướng bên ngoài bán sắt hiện tại đã đại nhân cần. Ta mặc dù so ra kém liễu bang chủ hiểu rõ đại nghĩa, nhưng là cũng nguyện ý tận hơi sổ ghi chép chi lực, ta mỏ sắt cũng đóng. Gia luật cười nói, tốt, cửu tứ cũng là nhân nghĩa người. Nói xong ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Nam Bá Thiên, chỉ thấy Nam Bá Thiên sắc mặt tái xanh. Tốt, các ngươi đều là nhân nghĩa người, liền ta là tiểu nhân đúng không, các ngươi thanh cao, không tầm thường. Lão tử ngư bang một nửa thu nhập chỉ bắc sơn mỏ sắt, các ngươi lên bờ môi đụng miệng môi dưới, liền đem Bắc Sơn mỏ sắt cho quan, ta dám quan sao? Ta nếu là quan, chúng ta ngư bang tối thiểu nhất thiếu một nửa thu nhập, cái kia tiểu đệ bọn họ còn không phải tạo phản à? Nhưng là bây giờ ta dám nói không liên quan sao? Liễu lão quái, Trần Cửu Tứ đều tỏ thái độ, liền chính mình không liên quan, có ý tứ gì, ngươi liền phách lối như vậy sao? Nghĩ đến nơi này, Nam Bá Thiên trên mặt tràn đầy sát khí, mà gia luật cũng nhìn về phía Nam Bá Thiên, trên mặt mang ấm áp nụ cười nói, Nam bang chủ, Ngươi không cần khó xử, cái này Bắc Sơn mỏ sắt đối ngươi xác thực rất trọng yếu, nếu là cưỡng ép nhiều ngươi đóng lại, cũng quá bất cận nhân tình, cho nên ngươi có thể không liên quan, không cưỡng bức, toàn bằng tự nguyện. Nhìn lấy ra luật cái kia một mặt hòa khí, Nam Bá Thiên tâm nhất thời lạnh một nửa, đồng thời cả người cũng thanh tỉnh lại. Nam Bá Thiên ngươi tại nói chuyện với người nào đâu, đối phương thế nhưng là gia luật, là có thể nắm giữ ngươi vận mệnh tồn tại, ngươi cùng hắn chơi lưu manh, ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào à? nghĩ tới đây nam bá thiên lập tức gương mặt gạt ra nụ cười nói gia luật đại nhân mặc dù bắc sơn mỏ sắt chiếm cứ ta ngư bang một nửa thu nhập dừng lại chúng ta ngư bang sẽ tổn thất trộn lẫn trọng nhưng là vì đại nhân nghĩa bất dung tử ngừng nghe lời này gia luật trên mặt ý cười càng tăng lên tốt tốt ta quả nhiên không nhìn lầm ba vị đều là ta triều đình trung thần đã như vậy chúng ta liền làm xuống ước định theo ngày mai bắt đầu thích khoáng sơn toàn bộ ngừng sản xuất mặt khác thích khoáng sơn bên trong tồn kho ta đặt lỗ hoa xích phủ tạm thời phong tồn. Đợi đến tuần sát xứ rời đi, đến lúc đó mỏ sắt khai thác, ta lại đem những này mỏ sắt trả lại chư vị, như thế nào? Trần giải ba người liếc nhau, khá lắm, liên tôn kho đều phong tồn đúng không? Rất tốt, phi thường tốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Ba người tại đặt lỗ hoa xích phủ ở lại một hồi, theo sát lấy liền rời đi. Ra đến bên ngoài, ba người liếc mắt nhìn nhau, nam bá thiên hận hận đối liễu lão quái nói. Liễu lão quái, ngươi là thật đủ ác đến, vì đối phó ta, vậy mà dùng ra phong mỏ sắt như vậy trên đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn tám trăm chiêu thức, ngươi là thật hung à. Liễu lão quái nghe vậy nhìn chúng Nam Bá Thiên một cái nói, Nam Bá Thiên, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi vậy mà cấu kết cố thanh phong nghĩ muốn ám hại con của ta. Món nợ này ta còn không có tìm ngươi tính toán đâu, chờ xem, lão tử một ngày nào đó để ngươi trả giá đắt. Nam Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ sao? há mồm liền ra ta cấu kết cố thanh phong các ngươi tào ba người như vậy tốt câu dẫn sao lại nói gia luật đại nhân có thể nói trước kia ân oán xóa bỏ ngươi dám tìm gốc dạ không sợ gia luật đại nhân bắt ngươi là hỏi liễu lão quái nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói ha ha xóa bỏ ngươi tin không nam bá thiên không nhường chút nào nói gia luật đại nhân để ngươi tin ngươi dám không tin liễu lão quái híp mắt lại vừa muốn nói chuyện đây là trần giải mở miệng nói ha ha hai vị bang chủ hai vị bang chủ nóng giận hại đến thân thể cái gì ân oán gia luật đại nhân nói xóa bỏ liền xóa bỏ hai vị chớ muốn tức giận thực sự tức giận hai người cùng nhau nhìn về phía trần giải liễu lão quái nói trần cửu tứ cái này nam bá thiên nhiều lần hại ngươi ngươi liền như vậy nhẹ nhàng để xuống trần giải nghe vậy nói ha ha nam bang chủ đó là khảo nghiệm ta đây ta minh bạch nam bá thiên nhìn lấy trần giải nói ai vẫn là cửu tứ có bố cục không giống ngươi cái lão quái này vật, cửu tứ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ngư ba người, không phải tào ba người. Trần Giải lập tức nói, đúng đúng, không dám quên, cái kia hai vị, không có việc gì chúng ta liền cáo tử. Nói xong ba người quay người các hướng phương hướng khác nhau mà đi. Chỉ là ba người biểu lộ đều phi thường khó coi, liễu lão quái đây là miệng nói. Nam bá thiên, mối thù giết con không đội trời chung, một ngày nào đó ta sẽ tự tay mình giết người. Nam bá thiên việc này đưa lưng về phía hai người đi, trên mặt biến ảo không ngừng, thầm nghĩ đến, Liễu lão quái, Trần Cửu Tứ, các ngươi chờ lấy, trước để cho các ngươi hai ngày nữa sống yên ổn thời gian, chờ lần này tuần sát xứ đi. Ngươi nhìn ta không cố gắng bảo chế các ngươi, ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, hối hận đối địch với ta. Mà chân Giải lúc này đưa lưng về phía hai người, trên mặt là sáng tối chập chờn biểu lộ, nghĩ thầm, gia luật muốn đem gần nhất biến thành đêm giáng sinh, thế nhưng là lão tử nghiêng mặc kệ, đã là địch, nơi đó còn có ngưng chiến, cái gọi là ngừng chiến không được là ngụy trang mà thôi. Ba người đều mang tâm tư, lẫn nhau đưa lưng về phía, chậm rãi đi xa. Liền như vậy Trần Giải về tới trong phủ, đặt lỗ hoa xích phủ thậm chí đều không bỏ được an bài một bữa cơm. Đương nhiên đặt lỗ hoa xích phủ ăn Trần Giải cũng ăn không quen, cái này ra luật đại nhân rất thích cá ai có thể gánh vác được đâu. Trần Giải rất mau trở lại đến trong phủ, theo sát lấy ăn tô vân cẩm tự mình làm tay cán bột, còn có một cái trứng trần, không thể không nói nhà mình nương tử tay nghề là lớn nhất hợp chính mình khẩu vị thậm chí trong phủ giá cao thỉnh đầu bếp đều không làm được tốt như vậy ăn cơm đồ ăn trần giải ăn uống no đủ sau đó tiểu hổ cũng quay về rồi phía sau là một chiếc xe ngựa trên xe ngựa là tràn đầy huyết kiệt tiểu hổ cười nói cửu tứ ca căn cứ ngươi phân phó toàn bộ miệng thủy huyện huyết kiệt đều ở nơi này mặt khác tới gần hai cái huyện thành đã phái người đi đoán chừng buổi chiều có thể hoàn thành tao hàng mà lại căn cứ chỉ thị của ngài bọn hắn sẽ ngay tại chỗ tìm một chỗ đem dược tài giấu đi, không hướng chúng ta miệng thủy huyện vận. Để phòng chuyển vận trên đường bị người cướp lấy. Trần Giải nghe lời này nói, ừm, an bài rất tốt, như vậy sau đó cũng là chờ đợi. Thông chi một chút đi, đem cái này huyết kiệt vận chuyển đến số 8 thương khố. A, à, cửu tứ ca, liền như vậy nghênh ngang vận. Trần Giải cười nói, đương nhiên, không phải vậy còn lén lút sao. Nói xong Trần Giải sờ lên miệng túi của mình, theo sát lấy đối tiểu hồ nói, Tiểu Hổ, ngươi đi đem đồ vật bắt giữ lấy số 8 thương khố, thuận tiện đem Tứ Hỉ gọi tới cho ta. A. À. Tiểu Hổ lên tiếng, rất nhanh Tứ Hỉ liền bị kêu tới, "Đường chủ, ngài gọi ta?" Trần Giải nói, "Ừm, đi, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến." "A, à, Đường chủ chúng ta đi đâu?" Trần Giải nghe vậy suy nghĩ một chút nói, "Trong thành này cái nào một nhà thợ rèn tay nghề tốt nhất?" Nghe lời này, Tứ Hỉ nói, "Vậy khẳng định là Tôn gia tiệm thợ rèn." Tôn gia tiệm thợ rèn Tứ hỉ nói, ừm, đường chủ, ngài không biết sao. Tôn ra tiệm thợ rèn thế nhưng là chúng ta miệng thủy huyện lớn nhất tiệm thợ rèn. Hắn nhà bên trong đời đời kiếp kiếp xử lý rèn sắt, có một tay xuất thần nhập hóa rèn sắt kỹ thuật. Đúng rồi đường chủ, ngài hẳn phải biết bọn hắn đương ra tôn thiết trùy à. Trần giải sững sờ, nhìn xem tứ hỉ nói, cái này tôn thiết trùy rất nổi danh sao. Tứ hỉ nói, đường chủ, ngài thập tam thái bảo bên trong có một cái thợ rèn ngươi biết à. Trần giải nghe vậy hơi có chút xuất thần, những người khác hắn khả năng không biết, nhưng là thập tam thái bảo hắn như là quá quen. Bởi vì hắn cũng là thập tam thái bảo một trong, cái này thập tam thái bảo bên trong hoàn toàn chính xác có, thợ rèn, ngư dân, mù loà đoán mệnh, ưng hổ báo câu chuyện. Trong đó cái này cái này thợ rèn chẳng lẽ chỉ cũng là tôn thiết trùy. Tứ hỉ nói, không sai, ngài nhất định nghĩ đến, cái kia thợ rèn cũng là tôn thiết trùy. Trần Giải nghe lời này nói, hả, vậy mà như vậy có tên, đi, vậy chúng ta đi gặp hắn một chút. Trần Giải nói xong lời này, Tứ Hỷ nói, đường chủ, ngài tìm hắn không biết có chuyện gì. Trần Giải nói, ha ha, tự nhiên là rèn binh khí. Nghe vậy, Tứ Hỷ nói, há, vậy ngài đi theo ta. Rất nhanh hai người tới Đông Thành. Miện Thủy huyện chia làm Đông Tây Nam Bắc Bốn Thành, mà cái này Bốn Thành cũng có chú trọng. Trong đó nói là Đông Thành ở quyền quý, Tây Bắc ở Đại Bang, chỉ có Nam Thành Ngư Long Tạp, đáng thương bách tính ở Trung ương. Cái này cũng là miện Thủy huyện bố cục. Cái gọi là Đông Thành ở quyền quý, chỉ là Đông Thành vùng này, ở rất nhiều đều là mục la nhân, nơi này chính là mục la nhân tụ tập nơi. Bởi vậy xưng là quyền quý đầy đất. Theo sát lấy cũng là Tây Bắc, Tây Thành là Ngư Bang, Bắc Thành là Tào Bang, Tây Bắc Hai Thành, ở hai cái Đại Bang. Sau đó là Nam Thành tốt xấu lẫn lộn, cuối cùng là Trung ương cái này một mảnh chính là cửa nha môn. Bởi vậy cái này không có bang phái quản lý, ở một nhóm dân chúng, thế nhưng là thời đại này ngươi sát bên cửa nha môn ở có thể có tốt thường xuyên sẽ bị cửa nha môn kéo đi làm tráng đinh bởi thế là đáng thương bách tính mà cái này tôn ra tiệm thợ rèn ngay tại đông thành trần giải hai người tới đông thành cách lấy rất xa liền thấy một cái rất lớn tiệm thợ rèn bất quá đây là tiệm thợ rèn lại đóng kín cửa bất quá trần giải hai người nhìn trong lò rèn ống khói bốc lửa rõ ràng là tại luyện chế đồ sắt à trần giải có chút hiếu kỳ nói a à, thợ rèn lò rèn sắt cần muốn đóng cửa sao nghe lời này tứ hỉ nói bình thường là không cần không qua người ta tôn thiết trùy khả năng có chính mình độc môn tuyệt học, sợ ngoại chuyển đi. Nghe lời này, Trần Giải nói, ha ha, có đạo lý, tiến lên kêu cửa. Tứ hỉ lập tức tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, qua rất lâu lúc này mới có người đi ra mở cửa. Đây là một cái tiểu hỏa kế lộ đầu ra nói, các ngươi tìm ai? Trần Giải lúc này tiến lên phía trước nói, tại hạ Trần Cửu Tứ, đến đây tiếp kiến tôn sư phụ. Nghe lời này, tiểu hỏa kế dừng sốt nói, Ngươi tìm sư phụ ta, ngươi chờ một chút, ta đi cùng đại sư huynh nói một tiếng. Tiểu hỏa kế đóng cửa lại, hô một tiếng nói, đại sư huynh, tới là cái gọi Trần Cửu Tứ. Nghe lời này, trong nội viện đột nhiên yên tĩnh, theo sát lấy đại sư huynh lao đến nói, ngươi cái kẻ hồ đồ, Trần Cửu Tứ là các ngươi kêu, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Một tiếng, tiểu hỏa kế lập tức đem cửa mở ra, Trần Giải đi đến, chỉ thấy một người dáng dấp rất hán tử khôi ngô ôm quyền nói, nhà ta tiểu sư đệ không hiểu chuyện, không biết là Trần Đường chủ đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Trần Giải ôm quyền đáp lễ nói: "Đều là hư danh, đúng rồi Tôn sư phụ nhưng tại ta muốn tìm Tôn sư phụ chế tạo một kiện binh khí." Nghe lời này, cái kia đại đồ đệ nói: "A à, a, ngài chờ một lát, gia sư tại hậu viện, lục tử mang Trần Đường chủ, đường tiền dùng trà." Nghe lời này, vừa mới tiểu tử kia tính chạy tới nói: "Trần Đường chủ, thỉnh." Trần Giải đi vào trong viện chỉ thấy viện này rất lớn, bên trong có 10 cái rèn sắt lò cao, chân Giải theo lò cao trước mặt đi qua. Đột nhiên bước chân dừng lại, theo sát lấy nhìn về phía một chỗ, chỗ đó rơi mất một kiện đồ vật. Chân Giải cho tứ hỉ liếc mắt ra hiệu, tứ hỉ cũng nhìn thấy vật kia, sững sờ, lập tức ngồi xuống, đem đồ vật giấu ở trong ống tay áo. Chân Giải không nói gì, lúc này thời điểm, chân Giải đi tới nội đường. Ngồi xuống, pha lên một bình xoa. Chân Giải cùng tứ hỉ uống trà, lúc này hậu viện, đại đồ đệ thật nhanh chạy tới, chỉ thấy trong hậu viện có một cái đơn độc tiểu viện tử. Lúc này thời điểm liền nghe bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan. Khụ khụ. Nữ nhân tiếng ho khan. Đây là tại trong nội viện, Tôn Thiết Trùy nhìn trước mắt mang mạng che mặt, không ngừng ho khan nữ nhân nói. A à Liên ngươi không sao chứ. Khụ khụ, không có việc gì, cũng là đả thương phế phủ, dẫn đến ho khan không chỉ, không nghĩ tới cái kia trần cửu tứ là như thế cường hãn. Sau cùng một trường kia, ta muốn tránh cũng không được, các ngươi về sau gặp cũng phải cẩn thận, không nên tùy tiện cùng người này khai chiến. Nghe lời này Tôn Thiết Trùy nói, ừm, ta đã biết, bất quá A Liên, hiện tại có cái sự tình. Sự tình gì à? Tôn Thiết Trùy nói, hôm nay ta phái người mua thuốc, không nghĩ toàn bộ miệng thủy huyện thuốc trong phòng huyết kiệt toàn bộ bán sạch. Chúng ta không có mua đến huyết kiệt, chữa thương thuốc sợ là khó có thể chế biến, ngươi cái này thương tổn. Nữ nhân nghe lời này nói, huyết kiệt toàn bộ bán sạch rồi, cái này sao có thể, cái này huyết kiệt cũng không phải cái gì chân quý chi dược." Tôn Thiết Trùy nói, "Vâng, bất quá thật bán sạch, thế nhưng là ngươi cái này thương tổn không có huyết kiệt căn bản không tốt đẹp được." Khụ khụ, "Đây là có người cố ý hành động đi." Tôn Thiết Trùy nói, "Ừm, ta hỏi thăm rõ ràng, trên thị trường huyết kiệt đều bị Bạch Hổ Đường mua đi." Trần Cửu Tứ, "Ha ha, quả nhiên là Trần Cửu Tứ, ta quả nhiên không có đoán sai, cụ khụ khụ." Tôn Thiết Trùy nghe lời này, nhìn lấy nữ nhân nói, "A liên Ngươi đừng có gấp, ta đã phái người đi phụ cận hai cái huyện thành đi mua huyết kiệt, một ngày đêm có thể sẽ trả. Nữ nhân nghe lời này lần nữa ho kịch liệt, đồng thời lắc đầu nói, khụ khụ, tôn đại ca, đừng uổng phí sức lực, đã trần cửu tứ có thể mua không miệng thủy huyện huyết kiệt, sợ là tới gần huyện thành huyết kiệt cũng bị hắn mua rỗng, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội. Khụ khụ, A Liên, không thể nào, hắn trần cửu tứ như vậy ngoan độc, đã như vậy, ta liền phái người đi phủ thành mua, ta cũng không tin hắn liền phủ thành đều mua rỗng nữ nhân lắc đầu nói thương thế của ta đã trì hoãn một ngày tốt nhất cứu chữa thời gian là ba ngày qua ba ngày cụ khụ ta sợ khó có thể khỏi hẳn phủ thành là không trông cậy được vào ta nghĩ trần cửu tứ cũng biết điểm này a à, vậy phải làm sao bây giờ à chẳng lẽ chúng ta liền đợi đến bệnh của ngươi nghiêm trọng không tôn thiết trùy vội vàng nói đến nghe lời này nữ nhân vừa muốn nói chuyện đây là đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ai tôn thiết trùy rất khẩn trương hỏi đây là ngoài cửa vang lên một thanh âm. Sư phụ, có người cầu kiến. Ai? Trần Cửu Tứ. Ai? Tôn Thiết Trùy đột nhiên thanh âm tăng lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trần Cửu Tứ. Tôn Thiết Trùy quay đầu nhìn về phía mạng che mặt nữ. Mạng che mặt nữ lúc này nhịn không được ho khan. Khụ khụ. Bất quá lập tức phản ứng lại, dùng nội lực cưỡng ép đè xuống ho khan dục vọng. Nhìn lấy Tôn Thiết Trùy lung lay ngón tay, Tôn Thiết Trùy tỏ ra hiểu rõ nói. Há, biết ngươi đi cùng Trần Đường chủ nói, ta lập tức tới ngay. Đúng. Cửa đại đệ tử lập tức lên tiếng nói ra, Tôn Thiết Trùy lúc này nhìn về phía mạng che mặt nữ. A Liên, hắn, hắn sao lại tới đây? Khụ khụ. Trước đừng quản những này, ngươi đi xem một chút, tuyệt đối đừng nhường Trần Cửu Tứ sinh nghi. Tôn Thiết Trùy nghe vậy nhìn một chút mạng che mặt nữ nói. A Liên, cái kia Trần Cửu Tứ đã đến chúng ta địa bàn, chúng ta không bằng hợp lực bắt giữ kẻ này, ép hắn giao ra huyết kiệt, trước tiên đem thương thế của ngươi chữa tốt. Khụ khụ, không thể, tuyệt đối không thể. Mạng che mặt thiếu nữ liên tục khoát tay, Tôn Thiết Trùy nhìn mạng che mặt thiếu nữ nói, vì sao? Mạng che mặt thiếu nữ nói, ta bên trong một trường này, thực lực không đủ quá khứ một nửa, thực lực của ngươi cũng không bằng Trần Cửu Tứ mạnh. Coi như chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn, ngược lại đả thảo kinh xà, bại lộ chúng ta. Nghe lời này Tôn Thiết Trùy nói, hắn Trần Cửu Tứ lại cái gì ghê gớm, không phải liền là sẽ một cái khai bi thủ sao mạng che mặt thiếu nữ nói khụ khụ không ta luôn cảm giác hắn che giấu thực lực cụ khụ tôn thiết trùy nhìn mạng che mặt thiếu nữ như thế ho khan cũng là bất đắc dĩ nói cái kia vậy ta trước đi chiếu cố hắn đến mức huyết kiệt chúng ta lại nghĩ biện pháp thiếu nữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu tôn thiết trùy nói a liên mặt sau này có một đầu hành lang thông hướng tiền đường sau tấm bình phong ngươi có thể đi nghe một chút ngươi cũng biết ta đầu óc không nhanh, ta sợ hắn cho ta gài bẫy. Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đã biết. Nói xong lời này, thiếu nữ trực tiếp điểm chính mình hai cái huyệt đạo, như thế liền có thể làm cho mình tạm thời không ho khan. Bất quá đối với thân thể là có nhất định thương tổn, có thể khẩn cấp, nhưng là không thể một mực điểm, nếu không dễ dàng biệt xuất nội thương. Tôn thiết trùy đẩy ra cửa viện, tại đại đồ đệ dẫn đầu phía dưới đi tới tiền viện. Đến tiền viện, chỉ thấy Trần Giải đang ở nơi đó cùng tứ hỷ uống trà, hai người bất động thanh sắc, dường như thật đang thưởng thức nước trà mỹ diệu. Tôn Thiết Trùy cách lấy thật xa nhìn thoáng qua, trong ánh mắt nổi lên một tia ngoan lệ, có điều rất nhanh vẫn là cười to lên. A ah, ha ha, Trần Đường chủ. Trần Giải nghe vậy vừa quay đầu liền thấy Tôn Thiết Trùy, lập tức đứng người lên, trên mặt cũng nổi lên thể thức hóa nụ cười. Ha ha, Tôn sư phụ. Hai người cách không nhìn nhau, dường như lẫn nhau ở giữa có rất sâu cảm tình đồng dạng, theo sát lấy hai người lập tức đi tới, lẫn nhau cười ha ha nói, Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh à. Cái này giang hồ gặp mặt, phảng phất có một cái thể thức hóa xáo lộ, cái kia chính là gặp mặt tất nhiên nói cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, kỳ thật đâu, có lẽ đều chưa nghe nói qua. Bất quá không chậm trễ hai người thương nghiệp lẫn nhau nâng à. Lẫn nhau nói hai câu giang hồ ở giữa lời khách sáo, sau đó ngồi xuống. Tôn Thiết Trùy nhìn lấy Trần Giải nói, Trần Đường Chủ, làm sao lại trong trăm công ngàn việc đến chỗ của ta à? Nghe lời này, Trần Giải trên mặt gạt ra nụ cười nói: "Ha ha, không có cái gì đại sự, chỉ là nghe nói Tôn sư phụ tay nghề cao siêu, cho nên muốn cho Tôn tiên sinh giúp ta rèn một kiện hợp tay binh khí." Tôn Thiết Trùy nghe vậy cười nói: "Ha ha, ta làm là chuyện gì đâu, nguyên lai là sự tình này à, dễ nói, dễ nói, không biết Trần Đường chủ muốn một kiện cái dạng gì thức binh khí đâu." Nghe lời này, Tôn Thiết Trùy nhìn về phía Trần Giải, Trần Giải suy nghĩ một chút nói: "Nhưng có giấy bút." Tôn Thiết Trùy gật đầu nói: có, Hoàng Bính cầm giấy bút tới. Nghe lời này, Tôn Thiết Trùy đại đồ đệ Hoàng Bính lập tức lấy tới giấy bút, Trần Giải nhìn thoáng qua Hoàng Bính cười nói, đa tạ tiểu ca. Nói xong Trần Giải lấy giấy bút, trên giấy vẽ lên một thanh trường thương, thương dài trượng tám, cùng chia hai tiết, ở giữa lấy vân tay trừ tiến hành đinh tán. Có thể làm thành binh khí ngắn, mang theo thuận tiện, giao chiến thời điểm, hai đầu xếp hợp lý vặn chặt cũng là một thanh binh khí dài. Mặt khác thanh thương này, thân thương nhưng có đường vân, chủ yếu là phòng hoạt, sau đó đầu có trùng tua, đây là trên chiến trường phòng ngừa máu chảy xuống, dẫn đến trường thương cầm không được. Mặt khác Hoa Thức, Trần Giải muốn dùng bàn Long Văn. Trần hiểu một chút điểm đem thanh thương này vẽ vào, trừ ở giữa gen. Kỳ thật hắn thanh thương này tổng thể cấu tạo là dựa theo Tam Quốc thời kỳ mãnh tướng Triệu Vân cái kia thanh Long đảm lượng ngân thương làm thiết kế khuôn mẫu. Nhìn lấy cái này thanh trường thương, Tôn Thiết chỉ nói, nhìn đâu liền biết là một thanh hảo thương à, không biết Trần Đường chủ đối cái này thương chất liệu có yêu cầu gì. Trần Giải nói, ừm, có thể hay không dùng này sắt vì ta chế tạo. Nói, Trần Giải đem liễu lão quái hôm đó cho hắn hỏa nhung thiết đem ra, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Tôn Thiết Trùy ánh mắt lập tức liền sáng lên, làm một cái danh tượng, hắn là có cuộc đời mình theo đuổi, tỉ như chế tạo một thanh có tên vũ khí, có thể truyền lưu thế gian. Mà muốn rèn dạng này vũ khí, đầu tiên liền muốn có tốt vật liệu, mà tốt vật liệu cũng không tốt đến, rất nhiều đều là thiên tài địa bảo bởi vậy nhất định phải có một nguyện ý tiêu tiền khách hàng mới được. Bởi vậy nhìn thấy hỏa nhung thiết, tôn thiết trùy mắt sáng rực lên, đây chính là chế tạo đỉnh cấp binh khí vật liệu á. Nghĩ như vậy, tôn thiết trùy nhìn về phía trần giải nói, hỏa nhung thiết, bảo bối tốt à, trần đường chủ là muốn đem cái này hỏa nhung thiết đều dùng đi. Trần giải nói, tự nhiên. Tôn thiết trùy nói, được. Cái này hỏa nhung thiết bình thường dùng để rèn binh khí cũng có từng thấy, có thể là bình thường đều là thả một chút xíu đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, nhưng là như Trần Giải như vậy xuất thủ hào phóng ngược lại là hiếm thấy. Tôn Thiết Trùy nói, ừm, Trần Đường Chủ, giấy bút cho ta mượn sử dụng. Trần Giải đem giấy bút đẩy đến Tôn Thiết Trùy bên người, Tôn Thiết Trùy nói, nếu là dùng hỏa nhung thiết lời nói, vì đạt tới hiệu quả tốt nhất, cái này thương thân liền không thể dùng phổ thông tinh thiết, mà chính là hẳn là dùng tấn thiết. Tấn thiết. Trần Giải nghe lời này nhìn về phía Tôn Thiết Trùy, cái này tấn thiết hắn nhưng là nghe được, nhất là kiếp trước nhìn thủy hử chuyện võ tòng hai cái giới đao giống như cũng là tấn thiết chế tạo giống như có người nói cái này tấn thiết là thiên ngoại vẫn thiết không biết đúng hay không tôn thiết trùy nghe vậy cười nói ha ha trần đường chủ đối với kim loại cũng có nghiên cứu trần giải nói nghe người ta nói cái này tấn thiết chính là thiên ngoại vẫn thiết đúng không nếu là như vậy có phải hay không quá mức chân quý đi đâu tìm nhiều như vậy tấn thiết à tôn thiết trùy nghe vậy nói ai nói cho ngươi cái này tấn thiết chính là thiên ngoại vẫn thiết trần giải nói chẳng lẽ không phải tôn thiết chỉ nói tấn thiết nhưng thật ra là một loại tây vực truyền đến đồ sắt tự đường liền bắt đầu lần lượt tiến vào trung nguyên tại đời tống so sánh phát đạt đại gia vẫn cho là đây là một loại vẫn thiết thế nhưng là thẳng đến đại càn khai quốc hoàng đế thiên khả hãn mang binh đánh tới tây vực chư quốc lúc này mới tại vực ngoại tiểu quốc tìm được loại này tấn thiết nguyên lai lại là công tượng rèn mà thành về sau quân đội bắc quy liền dẫn đầu hơn trăm tên sẽ này kỹ thuật công tượng về tới trung nguyên an cư ở kinh thành cách đó không xa một chỗ chuyên môn phụ trách cho mục lan vương công rèn binh khí thành lập một cái chuyên môn chế tạo binh khí thành thị về sau những này người cùng chúng ta người hán hỗn hợp liền biến thành hôm nay bảo định phủ bảo định bán thịt lừa cái chỗ kia tôn thiết trùy cười nói thịt lừa chỉ là giả tượng bọn hắn chân chính bán nhưng thật ra là tấn thiết nói cách khác ngươi có thể làm đến tấn thiết rồi trần giải nhìn lấy tôn thiết trùy tôn thiết trùy nói trăm lượng bạc một cân sắt muốn hay không? Trần Giải nói, muốn. Tôn Thiết Trùy nghe vậy nói, vậy thanh thương này ngươi cảm thấy nhiều nặng thuận tay. Trần Giải nói, bình thường nhiều nặng. Tôn Thiết Trùy nói, bình thường trường thương, đầu sắt cán gỗ, 10 cân tả hữu, bất quá nghĩ muốn chế tác một thanh tốt thép dòng thương, 30 cân tả hữu à. Trần Giải nghe vậy nói, tốt, dựa theo tốt nhất chế tạo. Tôn Thiết Trùy nói, ừm, mặt khác cân nhắc đến thương một số đặc tính, ta sẽ tại thêm một số co giãn kim loại để ngươi trường thương có tình co giãn, như vậy mới là một thanh hảo thương. Nghe lời này, Trần Giải ôm quyền nói, vậy liền toàn nghe tôn sư phụ. Tôn Thiết Trùy nói tới chỗ này theo sát lấy nhìn một chút trên tay trương này bản thiết kế theo sát lấy nói, hiện tại cũng là một vấn đề, cái này thương là hai đoạn, cái này kết nối. Sư phụ, ngài không có nhìn đến đây là hình xoắn ốc sao? Ừm. Lúc này một bên Hoàng Bính mở miệng, Tôn Thiết Trùy nhìn lấy Hoàng Bính nói, cái này có chỗ đặc thù gì? Hoàng Binh nói, ta cảm thấy đây mới là này thương vẽ rồng điểm mắt trí bút, cái này hình xoắn ốc liền cùng thợ mộc chuẩn mưu kết cấu rất tương tự. Nhìn lấy là hai đoạn, thế nhưng là tổ hợp lại, không so một cái chỉnh thể kém. Chuẩn mão kết cấu. Tôn Thiết Trì nói, bất quá đây chính là sắt, không phải đầu gỗ, rèn đúc hoàn thành, như thế nào tại trên binh khí đánh ra cái này hình xoắn ốc đâu. Sư phụ, có thể tại chế tạo thời điểm, liền sớm đúc tốt dụng cụ để mài, như thế hậu kỳ chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể thành hình. Tôn Thiết Trùy nghe vậy gật gật đầu, mạch suy nghĩ thông, kỹ thuật của hắn là không có vấn đề, bất quá có lúc đầu lại không có chính mình cái này đồ đệ linh hoạt. Trần Giải lúc này cũng nhìn về phía tên đồ đệ này Hoàng Bính, cái này tiểu đồ đệ rất có linh tính à. Cái này thợ rèn kỹ thuật là một mặt, có lúc thiên phú cũng là một mặt à, mình ngược lại là thiếu một cái thợ rèn. Trần Giải trong lòng thầm nhủ một câu, chính mình tượng tác phường hoàn toàn chính xác không có thợ rèn, cái này Hoàng Bính ngược lại là rất phù hợp à, nếu là có cơ hội, có thể thu nhập dưới chướng à. Tô Vân Cẩm nói rất đúng, Chu Công thổ bộ thiên hạ quy tâm, đối với nhân tài, Trần Giải vẫn là rất khát vọng. Nghĩ như vậy, Trần Giải nhìn lấy Tôn Thiết Trùy nói, Tôn Sư Phụ, bao lâu thời gian có thể chú tạo tốt? Tôn Thiết Trùy nghe vậy nói, làm sao cũng muốn năm, sáu ngày à. Trần Giải gật đầu nói, cần ta áp chút tiền đặt cọc sao? Tôn Thiết Trùy nói, không cần, Trần đường chủ danh tiếng ta là tín nhiệm, mà lại cái này hỏa nhung thiết đều thả tại ta chỗ này, còn muốn cái gì tiền đặt cọc, đến lúc đó tới lấy là có thể. Trần giải nghe vậy gật đầu nói, cái kia liền đa tạ tôn sư phụ. Nói xong trần giải đứng lên nói, tôn sư phụ chớ đưa, ta vậy thì rời đi trước. Tôn thiết chỉ nói, vậy ta đây bên trong còn có việc, Hoàng Bính, ngươi đi đưa tiễn trần đường chủ. Hoàng Bính nghe vậy nói, vâng. Hoàng Bính đưa trần giải đi ra ngoài, Trần Giải liền cùng Hoàng Bình nói, tiểu ca học nghệ đã bao nhiêu năm? Hoàng Bình nói, 10 năm. Hả, kỹ thuật kia nên không tệ à? Hoàng Bình nói, còn, còn có thể. Trần Giải gật đầu nói, khiêm tốn. Cái kia có hay không ý nghĩ, xuất đồ làm một mình à, ta bạch hổ đường thiếu khuyết một cái đại sư phụ. Hoàng Bình sững sờ, ánh mắt bên trong có một chút do dự, có điều rất nhanh lắc đầu nói. Sư phụ đối ta ân trọng như sơn, ta không nghĩ lấy rời đi sư phụ, cảm ơn Trần đường chủ hậu ái. Trần giải không thể đào thành góc tường cũng không để ý, cười nói, tốt, đã như vậy, vậy liền trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước. Khụ khụ. Lúc này trong phòng, một trận rõ ràng khục thanh âm, theo sát lấy cái đầu kia mang mũ rộng vành nữ nhân đi ra. Thế nào? Cái này Trần Cửu Tứ cùng ngươi nghĩ không giống nhau à? Tôn Thiết Trùy ánh mắt nhìn đi xa Trần Cửu Tứ nói, ừm, hoàn toàn chính xác không giống nhau, hắn quá phận tuổi trẻ, mà cùng tuổi của hắn không hợp, còn có cái kia phần thành thạo nhân tình thế thái, như vậy thiếu niên người, không phải là bộ dạng này à. Nghe lời này, nữ nhân nói, người phi thường, phi thường lẫn nhau, cụ hụ, hụ Tôn thiết trùy quay đầu nhìn nữ nhân nói, A liên, ngươi dạng này kéo lấy không phải biện pháp. Nữ nhân nói, Hụ khụ, hiện ở ta nơi này thân thể ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đặt lỗ hoa xích phủ hiện tại bắt đầu đả kích chúng ta, mà lại chúng ta vận hàng con đường đều bị bắt. Nếu là đặt lỗ hoa xích tại phong tỏa miệng thủy huyện, chúng ta cái này một nhóm quân nhu sợ là vẫn không đi ra, khụ khụ, bác địa nghĩa quân huynh đệ còn đang chờ chúng ta đâu. Nghe lời này, tôn thiết trùy cau mày nói, ừm, bất quá tin tức tốt là, bị bắt người thật giống như còn không có triệu ra chúng ta. Nữ nhân nói, mục la nhân cực hình không ai gánh vác được, tìm ra chúng ta cũng là vấn đề thời gian, hiện tại, chúng ta phải làm là, nắm chặt rèn binh khí. Tranh thủ sớm ngày đem nhóm này quân giới chế tạo tốt, sau đó khi tìm thấy một cái đáng tin con đường, vận ra miệng thủy huyện, cụ cụ Tôn Thiết Trùy nghe lời này nói, Ừm, A Liên ngươi yên tâm, quân giới không cần lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi thân thể, ngươi nếu là ra chuyện ta không có cách nào cùng Pháp Vương bàn giao à. Nữ nhân nói, cũng không phải là không có biện pháp, cái kia huyết kiệt, chân cửu tứ trong tay không phải có sao. Tôn Thiết Trùy nói, ý của ngươi là đi đoạt. Nữ nhân nói, trộm. Lúc này, tiệm thợ rèn bên ngoài, chân giải cùng tứ hỉ đi một đoạn thời gian rất dài, trần giải ánh mắt bốn phía kiểm tra một phen theo sát lấy quay đầu đối tứ hỷ nói tứ hỷ lấy ra tứ hỷ nghe vậy lập tức theo chính mình ống tay áo bên trong đem vừa mới tiến vào tiệm thợ rèn theo nơi hẻo lánh mặt đất nhặt lên đồ vật móc ra hai tay đưa cho trần giải trần giải cầm đi tới nhìn một chút trong ánh mắt liền lóe lên một vẻ kinh ngạc mũi tên không sai cũng là mũi tên một cái kim loại chế tạo ba cạnh mũi tên đằng sau có một cái khe thẻ chỉ cần đem tiễn mộc cắm vào khe thẻ đây chính là một cái có thể bắn giết địch nhân cung tiễn mà loại vật này là bị dân gian nghiêm khắc cấm đoán ngươi nếu là chế tạo đao kiếm ngược lại là không sao dù sao đao kiếm có đôi khi là nông cụ ngươi làm một cây đao ngươi liền nói hắn là đốn củi cũng không phải nói không thông thế nhưng là cung tiễn không được đây chính là quân giới đường đường chính chính quân giới dân gian tư nhân tạo quân giới là tội danh gì đó là ý đồ mưu phản mà tôn thiết trùy tự mình chế tạo nhiều như vậy mũi tên làm cái gì trần giải rất dễ dàng liền liên tưởng đến bái hỏa giáo tôn thiết trùy lại là bái hỏa giáo chúng cũng là thời gian điểm này trừ bái hỏa giáo cũng không có người sẽ chế tạo loại này quân giới liền coi như bọn họ những bang phái này đại lão cũng không dám nhúng chàm bọn hắn coi như chế tác binh khí cũng chính là đao kiếm loại hình ai cũng không dám chế tác mũi tên loại này rõ ràng quân giới lại không dám dưỡng cung tiễn thủ nếu bị ra luật biết cái kia chính là một nhóm đại tội à nghĩ tới đây trần giải híp mắt mở mắt Tứ hỉ ở một bên nhìn lấy trần giải nói, đường chủ, muốn hay không tố giác à? Trần giải nghe vậy nhìn lấy tứ hỉ nói, tố giác, tố giác ai vậy? Tôn thiết trùy à, hắn là bái hỏa giáo đồ. Trần giải nghe lời này nhìn xem tứ hỉ nói, tố giác hắn có chỗ tốt gì? Ừm. Tứ hỉ ngây ngẩn cả người, theo sát lấy nói, không có chỗ tốt gì, thế nhưng là hắn là bái hỏa giáo à? Trần giải nhất thời cười, bái hỏa giáo lại như thế nào, chuyện không có lợi chúng ta cũng không thể làm hiểu không? Tứ hỉ gật đầu nói, minh bạch, bắt bái hỏa giáo là chuyện của triều đình, không phải chúng ta, mà lại chúng ta tố giác bái hỏa giáo, nói không chừng bái hỏa giáo sẽ ghi hận chúng ta, nhằm vào chúng ta, dạng này được trả bằng mất. Trần Giải gật đầu nói, không sai, cho nên việc này không nên lộ ra, liền xem như không có. Vâng, Tứ hỉ gật đầu, Trần Giải suy nghĩ một chút, lau trong tay mũi tên nói, không đúng, tôn thiết trùy là bái hỏa giáo, thế nhưng là hôm đó rõ ràng là nữ nhân à, cái này nữ sẽ là ai chứ trần giải híp mắt lại hơi trầm tư theo sát lấy đối tứ hỷ nói tứ hỷ ngươi giúp ta làm một việc đường chủ xin phân phó tứ hỷ lập tức kho người trần giải nói ngươi bây giờ lập tức phái người đi trong thành các tiệm thuốc lớn điều tra một chút một ngày này ai đến mua qua huyết kiệt vâng tứ hỷ nghe vậy lập tức gật đầu hắn không hổ là thông minh thế hệ trong nháy mắt minh bạch trần giải ý tứ đây cũng là trần giải thưởng thức hắn địa phương như là tiểu hổ khẳng định sẽ hỏi cửu tứ ca, hỏi ai mua qua huyết kiệt có cái gì dùng à? Ai mua qua huyết kiệt, ai mua qua huyết kiệt liền đại biểu ai khả năng liền là mục tiêu của mình à? Người đó là cái kia bị chính mình đả thương nữ nhân à? Tứ hỉ lập tức đi làm việc, chân giải cũng về tới bạch hổ đường, gần nhất một đoạn này thời gian ngược lại là có thể sống yên ổn, nam bá thiên. Liễu lão quái bị cảnh cáo về sau, tất nhiên sẽ sống yên ổn một số, đã như vậy, chính mình liền tra một chút, cái này ẩn tàng bái hỏa giáo chúng đến cùng là ai? Tứ hỉ điều tra rất nhanh, ước chừng lúc chạng vạng tối, liền đem một phần điều tra danh sách bỏ vào trần giải trên tay. Đường chủ, đây chính là một ngày này, tất cả tại dược phòng nếm thử mua qua huyết kiệt người danh sách, cùng trưởng quỹ bọn hắn nhớ lại dược phương. Trần giải nghe vậy, nhìn một chút danh sách, cũng không ít, khoảng chừng 7 nhà. Trần giải nhìn sang, rất nhanh liền bị hai cái tên hấp dẫn. Tôn gia tiệm thợ rèn, di hồng lâu, di hồng lâu. Trần giải híp mắt mở mắt, tiếu hồng nhan, Trần Giải nhìn lấy dược phương, chỉ thấy cái này thuốc phương dĩ nhiên là một cái trị liệu di mụ đau, ấm bổ dược phương, huyết kiệt ở bên trong là dùng để làm làm bổ huyết dược dùng. Bất quá cái này dược phương bên trong huyết kiệt là có thể thay thế, dùng những dược vật khác cũng được. Bất quá những này không phải Trần Giải hoài nghi tiếu hồng nhan nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là nữ, hóa kình. Hai cái điều kiện này kết hợp lại, Trần Giải chỉ có thể liên tưởng đến hai người hoa tam nương cùng tiếu hồng nhan. Mà hoa tam nương là loại kia không bị cản trở hình, Tiếu Hồng Nhan lớn nhỏ cùng mình hôm đó xúc cảm hẳn là không sai biệt lắm, thuộc về loại kia xem ra không lớn, nhưng là sờ tới sờ lui có thịt. Mà lại Trần Giải lại nhớ lại ngày đó trong rừng cây hung thủ cách ăn mặc. Vóc người, thậm chí là tiếng nói, Trần Giải cảm giác đều rất giống là Tiếu Hồng Nhan giả trang. Thật chẳng lẽ chính là nàng? Trần Giải nỉ non. Tứ hỉ ở một bên chờ, Trần Giải nói. Tứ hỉ, huyết kiệt đều cất vào thương khố rồi. Tứ hỉ nói, ừm, đã bỏ vào thương khố đồng thời căn cứ yêu cầu của ngài, tăng thêm trông coi nhân thủ. Trần Giải nghe vậy cười nói, ừm, như thế thuận tiện. Di Hồng Lâu, một nữ hầu đối tiếu Hồng Nhan nói, Lâu chủ hỏi thăm rõ ràng, Bạch Hổ Đường đem huyết kiệt toàn bộ đặt ở ở vào Vĩnh Sương nhai hậu thân số 8 thương khố, mà lại chúng ta phải người phát hiện, hôm nay số 8 thương khố tăng thêm trông coi. Tiếu Hồng Nhan đây là đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm, nhìn một chút mình trong gương, trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Trần Cửu Tứ cái này một năm trước vẫn là cái tiểu nhân vật tồn tại. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm liền thành cái này miệng thủy huyện đại lão một trong, liền ngay cả mình đều không thể không thận trọng đối đãi à. Khục, ngươi lui xuống trước đi à. Tiểu Hồng Nhan mở ra chính mình phấn hộp, cũng không biết có phải hay không là bị phấn sặc một cái, vậy mà tăng háng một cái, theo sát lấy đối nữ hầu người nói. Ừm, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Vâng, lâu chủ. Tiểu Hồng Nhan nhìn lấy thị nữ lui ra, theo sát lấy vẽ lên một cái tinh mỹ trang điểm ra mặt. Theo sát lấy theo dưới giường lôi ra tới một cái dương gỗ, mở ra, tại cái dương đáy tìm được một kiện y phục dạ hành. Đem quần áo bên ngoài cởi, thay đổi y phục dạ hành, lấy khăn đen che mặt, lúc này xem xét, không phải là hôm đó trong rừng cây người áo đen sao. Tiểu hồng nhan đẩy ra di hồng lâu cao nhất tầng thứ 5 cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ miệng thủy huyện, lúc này miệng thủy huyện đã lâm vào trong bóng tối, ngàn vạn gia đình đèn đuốc sáng trưng. Tiếu Hồng Nha nhìn lấy những này ánh đèn, ánh mắt bên trong có một tia thống khổ nhớ lại. Nàng sinh ra ở Bắc Địa, nơi đó là người Hán địa ngục, mẹ của bọn hắn là Mục Lan nhân nhà nữ nô, phụ thân là Nam nô, theo nàng ghi chép bắt đầu, mẹ của nàng liền thường xuyên bị Mục Lan nhân đùa bỡn. Những cái kia Mục Lan nhân đều là cầm thú, ưa thích dùng xích chó buộc lấy mẫu thân, nhưng phụ thân ở một bên nhìn lấy. Về sau, tại chính mình 5 tuổi thời điểm, nhà kia Mục Lan nhân đưa ánh mắt đánh vào trên người mình. Bọn hắn muốn, phụ thân ra sức phản kháng bị mục la nhân dùng ngựa tươi sống kéo chết mẫu thân mang theo chính mình chạy trốn nàng vĩnh viễn quên không được đêm hôm ấy đêm hôm đó quá dài đêm hôm đó quá khổ các nàng giống con mồi đồng dạng tại chạy phía trước phía sau mục la nhân cưỡi ngựa giống đuổi chó đồng dạng nắm lấy chính mình bọn hắn liền như vậy cưỡi ngựa nhìn lấy mẫu thân cùng mình thẳng đến chúng ta tinh bì lực tận bọn hắn lao xuống đem mẫu thân đè xuống đất dùng đao đem mẫu thân hai tay cắm trên mặt đất sau đó tới gần chúng ta. Chúng ta rất sợ hãi, mẫu thân kêu khóc, cầu khẩn, mảy may không chiếm được mục la nhân thương hại, bọn hắn cũng là xúc sinh. Bất quá còn tốt, ngay tại mẫu thân lớn nhất lúc tuyệt vọng, sư phụ tới. Nàng vĩnh viễn không thể quên được hôm đó sư phụ, cái kia một thân đại hồng y bào, từ trên trời giáng xuống. Dường như thiên nữ hạ phàm, vung tay lên liền giải quyết cái kia nhóm ác ma, theo mà thay đổi vận mệnh của chúng ta. Đang nhìn nhìn nam địa bách tính, sinh hoạt vẫn là thật hạnh phúc à, thế nhưng là bắc địa người còn đang thống khổ dãy ruộng nàng đột nhiên nghĩ đến một cái người thú vị đó là một cái nam địa nho sinh ngày đó uống rượu say hắn tức giận rời chỗ chỉ đầy lầu cô nương mắng thương nữ không biết vong quốc hận cách sông còn hát hậu đình hoa suy nghĩ một chút nàng cũng cảm giác buồn cười nho sinh kia miệng đầy chủ quan miệng đầy quốc gia thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có vì quốc gia này vì dân tộc này làm qua một chút sự tình hắn sẽ chỉ hô to thương nữ không biết vong quốc hận thế nhưng là hắn làm sao có thể biết chính là hắn trong miệng hạ tiện nhất thương nữ kỳ thật mới là tại cứu vãn quốc gia này cái này dân tộc đâu không trọng yếu không trọng yếu liên cung sư phụ nói làm quốc gia này bị lấn ép thời điểm ngươi không đứng lên phản kháng luôn có những người khác đứng lên phản kháng phản kháng là không sai dù là chỉ có một người cũng muốn làm cái kia ta dũng giả hô tiếu hồng nha nhảy xuống rất nhanh rơi vào đối diện nóc phòng theo sát lấy mấy cái lên xuống biến mất tại nguyên chỗ Bái hỏa giáo, bái chính là cái gì hỏa? Thánh hỏa. Như thế nào thánh hỏa? Trừng cứu thế nhân, làm đến thế nhân ăn đủ no, mặc đủ ấm cũng là thánh hỏa. Trừng cứu thế nhân, không lại bị áp bách, bị nô dịch cũng là thánh hỏa. Trừng cứu thế nhân, để bọn hắn trở lại chân không ra hương, gặp vô sinh lão mẫu người, vì thánh hỏa. Hưu hưu hưu. Tiếu hồng nhan dẫm lên nóc nhà mảnh ngói, như đêm tối tinh linh đồng dạng linh động, sát 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 bay vọt mà xuống, rất nhanh liền đi tới vĩnh xương nhai, Nàng dừng ở một cái nhà ngói trên nóc nhà, ngồi sổng người xuống, giống như con mèo đồng dạng ẩn giấu ở chỗ nào. Đối diện cũng là Bạch Hổ đường số 8 Thương Khố, bên trong liền có chính mình cần huyết kiệt. Không thể không nói, chân Cửu Tứ thật là một cái tên đáng sợ, vậy mà tại chính mình không có phản ứng tình huống dưới, đem huyết kiệt toàn bộ mua không, dẫn đến hiện tại chính mình không thể không đến cướp đoạt huyết kiệt. Tiểu Hồng Nhan nghĩ đến, liền yên tĩnh quan sát đến trước mặt Thương Khố, không thể không nói Bạch Hổ đường trông coi là phi thường nghiêm khắc người bình thường còn thật không nhất định tiến vào được, thế nhưng là cái này khó không được chính mình. Tiểu hồng nhan xoát một tiếng bay đến một cái cách thương khố gần nhất vị trí, lúc này chỉ thấy cửa nhà kho ngồi đấy mấy người. Một người trong đó là dễ thấy nhất, ngồi ở chỗ đó gặm một con gà quay, uống vào thiêu đao tử. Trong miệng lẩm bẩm, thật là, một thương khố phá dược tài, đường chủ nhất định để ta nhìn, liên tốt cảm giác đều ngủ không được. Nghe lời này, một bên tiểu đệ nói, hổ ra, đây không phải đường chủ coi trọng ngài sao. Tiểu hổ nói, như thế, đường chủ đối với ta là chưa nói, bất quá nhìn cái này một thương khố phá dược tài có cái gì dùng, còn có người trộm cái đồ chơi này, không thành. Tiểu đệ nói, nói cũng đúng, hổ ra ở chỗ này hoàn toàn là dư thừa, một số phá dược tài, chỗ nào đáng giá hổ ra xuất thủ, ha ha, hổ ra uống rượu, uống rượu. Tiểu hổ cầm lấy bình rượu lại uống một ngụm, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên tới một người. Đông đảo tiểu đệ nhìn lập tức hành lễ nói, chu ra, nha. Ca mấy cái đều ở đây, tiểu hổ, ngươi một người này uống à? Tiểu hổ nhìn đến chu sử nói, thế nào, bây giờ không có việc gì? Chu sử nói, đều giúp xong, đúng, ta bên kia tổ cái cục, ngươi tới hay không? Đùa nghịch cái gì? Tiểu hổ nhìn lấy chu sử, chu sử nói, bài cửu, bài cửu, ttt. Tiểu hổ ánh mắt đều sáng lên, chu sử nói, có đi hay không? Tiểu hổ nói, đường chủ nhường ta nhìn thương khố. Chu sử nói phá thương khố có gì đáng xem một số phá dược tài đi đi đùa nghịch hai tay đi thế nhưng là thế nhưng là đường chủ chỗ này chu sử nói các ngươi ca mấy cái giúp đỡ giấu dếm điểm đường chủ yếu là tới các ngươi liền nói hổ ra đi nhà xí chúng ta chính ở đằng kia không xa có việc ngươi liền trở lại chu sử chỉ đường một cái đầu gian nhà nghe lời này tiểu hổ nói ta đi nghe lời này tiểu đệ chung quanh cùng nhau cười nói hổ ra ngươi đi đi ha 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 chúng ta thay ngài nhìn lấy, xảy ra sự tình, chúng ta lập tức tìm ngài đi. Đúng vậy à, cái này đều lúc nào, đường chủ không thể tới. Tiểu hổ nghe mọi người khuyên, đi hơi đùa nghịch mấy cái, đi một chút. Nói tiểu hổ cùng chu sử cười cười nói nói liền rời đi. Mà lúc này tại trên nóc nhà tiếu hồng nhan, mang trên mặt nụ cười diễu cợt, ha ha, thật không nghĩ tới trần cửu tứ dưới trướng cũng đúng là một số dân cờ bạc. Đã như vậy, vậy bản cô nương liền không khách khí. Xoát, Tiếu Hồng Nhan liền như vậy bay thẳng đến số 8 thương khố nóc phòng, sau đó trực tiếp giải khai mảnh ngói. Dùng một sợi dây thừng buộc tại nóc nhà, một đầu khác buộc tại ngang hông của mình, trực tiếp một cái bay vọt, rơi xuống trong kho hàng. Muốn tới một cái thần không biết quỷ không hay ăn cắp. Làm sao đen như vậy? Tiếu Hồng Nhan rơi xuống đất, chỉ phát hiện nơi này tự mình căn bản không có ánh sáng, toàn bộ gian nhà dị thường hắc ám. Nàng từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa. Vù vù. Thổi, sau đó mượn yếu ớt ánh sáng nhìn về phía cái này số 8 thương khố hả như thế nào là trống không tiếu hồng nhan quá sợ hãi lúc này hai mắt nhìn chầm chằm chung quanh một bộ không thể tin được dáng vẻ cái này lớn như vậy thương khố đừng nói là dược tài thì liền cái quầy hàng đều không có rỗng tuếch sợ là chuột tiến đến đều muốn khóc ra ngoài hồng nhan cô nương tìm cái gì đâu ngay tại tiếu hồng nhan lại tìm kiếm thời điểm đột nhiên một thanh âm theo phía sau nàng vang lên Tiếu Hồng Nha nhất thời một cái thông minh quay người. Sau đó lại trong bóng tối, liền thấy một người ngồi ở chỗ đó. Cầm đèn. Vù vù. Nghe được động tĩnh này, nhất thời chung quanh bó đuốc đều được thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ thương khố. Sau đó nàng liền thấy, chân cửu tứ lúc này ngồi tại một cái bàn trước, trước mặt còn có một bình trà nóng, đứng phía sau mấy cái tên hộ vệ, trong tay giờ bó đuốc. Tiếu Hồng nhan kinh hãi, cái bẫy. Nàng trong nháy mắt phản ứng lại, đây chính là cái cái bẫy à, một cái chuyên môn chờ lấy bẫy dập của mình. Nghĩ tới đây, Tiếu Hồng Nhan vội vàng muốn chạy. Trần Giải lên tiếng nói, Hồng Nhan cô nương, ngồi xuống tâm sự như thế nào? Tiếu Hồng Nhan kinh hãi, hắn, hắn thậm chí ngay cả thân phận của ta đều đoán được, cái này, cái này sao có thể, không được muốn đi. Nghĩ đến Tiếu Hồng Nhan trực tiếp phi thân lên, Trần Giải thấy thế phất tay đem chén trà trong tay tách trà có nắp ném ra ngoài, xoát một tiếng trực tiếp đem Tiếu Hồng Nhan sợi dây trên người chặt đứt. Tiếu Hồng Nhan đột nhiên rơi xuống đất. Đúng lúc này Trần Giải trực tiếp một chân đem cái bàn đạp tới, tới đều là khách, gấp làm gì đi à? 3. Tiếu Hồng Nhan rơi xuống đất, cái bàn trực tiếp bay tới, Tiếu Hồng Nhan thấy thế trực tiếp một trưởng, hung hăng đập vào trên mặt bàn, theo sát lấy liền nghe bộp một tiếng, cái bàn tứ phân ngũ liệt. Trần Giải lúc này trực tiếp gần người mà lên. Tại Tiếu Hồng Nhan đập nát cái bàn trong nháy mắt, một trưởng đánh ra, lần này vẫn như cũ là Tiếu Hồng Nhan ở ngực. Khụ khụ. Tiếu Hồng Nhan thấy thế, kinh hãi, vội vàng xuất ra một trưởng cùng trần giải đối oanh cùng một chỗ. Ba ba, Tiếu Hồng Nhan bị đánh lui một bước, mà trần giải một bước đã lui, tiếp tục công kích. Thứ hai trưởng, lần này, vậy mà như trước vẫn là Tiếu Hồng Nhan ở ngực. Tiếu Hồng Nhan giận dữ, lại cản. Thứ ba trưởng vẫn là ở ngực. Tiếu Hồng Nhan triệt để nổi giận, Trần Cửu Tứ, ngươi cái kẻ xấu xa, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Giải vội vàng nói, khụ khụ, đơn thuần tranh đấu, không có ý tứ gì khác, Hồng Nhan cô nương đừng hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu Hồng Nhan nhất thời giận dữ, theo sát lấy trực tiếp hướng Trần Giải mặt vung ra một trường, đồng thời một cổ hương phong đánh tới. Trần Giải biến sắc. Cái này làn gió thơm lại là một loại độc phấn, phối hợp Tiểu Hồng Nhan trưởng pháp, quả nhiên là xảo diệu. Nếu là gặp phải một cái chân chính đang đồ lãng tử, lúc này thời điểm hút mạnh hai cái, đoán chừng đã đi Tây Thiên. Trần Giải ngừng thở, tiếp tục công kích mà đến, Tiếu Hồng Nhan thì là thi triển ra thiên sơn chết mai thủ cùng Trần Giải đánh nhau. Trần Giải né mấy cái trưởng, theo sát lấy nói. Hồng Nhan cô nương, ngươi bên trong ta một trưởng đả thương phế phủ, nếu là trễ trị liệu, thế nhưng là rất nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Hồng Nhan cả giận nói, nói cái rắm, ngươi cái tiểu nhân, nhận lấy cái chết. Trần Giải ngăn trở Tiếu Hồng Nhan một kích, theo sát lấy nói. Hồng Nhan cô nương, phế phủ thụ thương, ba ngày không trị liệu, bệnh tình chuyển biến xấu sẽ để cho kẻ thụ thương thực lực giảm xuống. Cả đời tật bệnh làm bạn, thậm chí có sinh mệnh chi ưu, hồng nhan cô nương, ngươi cũng không muốn như vậy đi. Cẩu tặc, còn không phải ngươi làm hại, ngươi chết đi cho ta. Tiếu hồng nhan nộ khí trùng thiên, đối với Trần Giải cũng là mấy cái trưởng Trần Giải chỉ là ngăn cản hai trường, sau đó gặp Tiếu hồng nhan không muốn cùng chính mình trò chuyện với nhau, nhớ mày. Hồng nhan cô nương, ta là mang theo thành ý, ngươi nếu không muốn nói, vậy liền tiếp ta một trường thức thứ tám cầm long thủ ngao ngao trong không khí dường như lại từng trận tiếng long ngâm lúc này trần giải một trưởng bỗng nhiên chụp về phía tiếu hồng nhan tiếu hồng nhan kinh hãi trần cửu tứ thức thứ tám cầm long thủ tại miệng thủy huyện cũng coi là uy danh hiển hách tồn tại chính mình thiên sơn chết mai thủ có thể không phải là đối thủ của hắn à nghĩ tới đây tiếu hồng nhan trong mày một cái theo sát lấy xuất thủ ném ra một viên phi đao sát một tiếng trực tiếp bắn về phía trần giải trần giải thấy thế phất tay một trường trực tiếp ngọn phi đao đập xuống tiếp tục tiến công thấy cảnh này tiểu hồng nhan cau mày đúng lúc này hắn thấy được những cái kia giơ bó đúc bạch hổ đường đệ tử tiểu hồng nhan nhướng mày quyết định đánh cược một lần đây là trực tiếp một phi đao bắn về phía một cái bạch hổ đường tiểu đệ cái kia tiểu đệ kinh hãi nhìn lấy phi đao tới gần mắt thấy là phải mệnh tang tại chỗ nhưng là đúng lúc này một thân ảnh ngăn tại trước người hắn một trưởng vỗ rơi phi đao tiểu hồng nhan thấy thế ha ha cười nói ha ha trần đường chủ không hổ là nhân nghĩa người đối với thủ hạ xác thực rất tốt chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài năm nào gặp lại sau này còn gặp lại nói xong lời này tiếu hồng nhan trực tiếp nhảy lên bắt lấy không trung cắt ra dây thừng sau đó nhảy lên bay đến nóc phòng trần giải thấy thế nhướng mày quay đầu hướng sau lưng tiểu đệ nói không có sao chứ tiểu đệ nói đa tạ đường chủ ta không sao trần giải nói thông báo tiểu hổ chi viện ta vâng Tiểu đệ lên tiếng, chân Giải lúc này chạy vội ra ngoài, trực tiếp theo Tiếu Hồng Nhan thoát đi phương hướng đi đến, chui ra thương khố, theo sát lấy Trần Giải bốn phía kiểm tra, thấy được thoát đi Tiếu Hồng Nhan. Theo sát lấy trực tiếp triển khai khinh công đuổi theo. Đạp đạp đạp. Mà người dẫm lên nóc phòng mảnh ngói, cắn rất chết, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Chân giải nghĩ đến. Truy kích Tiếu Hồng Nhan mà đi, trước mắt Tiếu Hồng Nhan có hai cái địa phương có thể đi, cái thứ nhất cũng là Di Hồng Lâu. Thế nhưng là Tiếu Hồng Nhan suy nghĩ một chút, không thể trở về di hồng lâu trở về di hồng lâu tương đương tự chui đầu vào lưới mình bây giờ cũng không phải trần cửu tứ đối thủ cái kia không đi di hồng lâu đi đâu đi tôn đại ca chỗ đó tiếu hồng nhan lập tức quyết định thực sự không được liền vận dụng tiệm thợ rèn lực lượng đối trần giải tiến hành phục sát trần cửu tứ biết quá nhiều nghĩ tới đây tiếu hồng nhan trực tiếp dẫn trần cửu tứ hướng tôn ra tiệm thợ rèn mà đi trần giải thấy thế nhướng mày quả nhiên là đi tìm tôn thiết trùy bất quá hai cái thập tam thái bảo chính mình cũng không phải là không thể toàn thân trở ra, đi xem một chút. Trần Giải đối thân thủ của mình có rất mạnh tự tin. Lúc này thời điểm Trần Giải trực tiếp đuổi theo Tiếu Hồng Nhan mà đi, rất nhanh hai người liền đuổi tới Đông Thành. Tiếu Hồng Nhan trực tiếp một đầu chui vào trong lò rèn. Lúc này tiệm thợ rèn bên trong, Tôn Thiết Trùy nhìn đến Tiếu Hồng Nhan sững sờ, Tiếu Hồng Nhan nói, Tôn Đại ca cẩn thận, Trần Cửu Tứ đuổi tới. Đúng lúc này Trần Giải trực tiếp rơi vào Tôn ra tiệm sắt bên trong, sau đó nhìn tôn thiết trùy cùng tiếu hồng nhan cười nói ha ha hồng nhan cô nương ngươi thế nhưng là thật có thể chạy à tôn thiết trùy lúc này cho mày theo sát lấy híp mắt mở mắt trần đường chủ đêm khuya đến đây vì chuyện gì trần giải nghe lời này chỉ tiếu hồng nhan nói ta là đuổi nàng mà đến các ngươi là cùng một bọn à nghe lời này tôn thiết trùy cau mày nói ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu cái gì cùng một bọn nàng là ai à trần giải nghe vậy ha ha cười nói tốt hỏi gì cũng không biết đúng không cái kia ta nói cho ngươi trước mắt ngươi vị này là bái hỏa giáo người a à, nàng lại là bái hỏa giáo người trần giải nhìn lấy tôn thiết trùy cái dạng này cười nói tôn sư phụ diễn kỹ không tệ à như thế nào là không là chuẩn bị gạt ta đi qua sau đó hai người các ngươi hợp lực giết ta à nghe lời này tôn thiết trùy nói ngươi nói cái gì đó trần giải nghe vậy nói ha 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 làm sao còn không thừa nhận đã như vậy, ngươi xem một chút đây là cái gì. Xót, nói, chân dài trực tiếp hất ra một kiện đồ vật, tôn thiết trùy cho mày, phất tay một phát bắt được, ba, rơi trong tay, mở ra. Nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này, tôn thiết trùy nhìn xem một bên tiếu hồng nhan, tiếu hồng nhan đây là cũng sắc mặt biến đổi lớn, chân Giải ném tới lại là một cái mũi tên. Nhìn đến cái này mũi tên, hai người trong nháy mắt đều hiểu, kế hoạch của mình đã triệt để bại lộ. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, sau đó đứng chung một chỗ nói. Trần Cửu Tứ, đã ngươi biết nhiều như vậy, cái kia liền không thể để ngươi như vậy đơn giản rời đi. Trần Giải nghe vậy nói, Há, các ngươi cái này là chuẩn bị liên thủ giết ta rồi. Tôn Thiết Trùy nói, Trần Đường Chủ, ngươi cũng coi là một trang hảo hắn, vì sao nhất định phải theo ta bái hỏa giáo đối nghịch đâu. Trần Giải nói, cái gì gọi là đối nghịch, chẳng qua là đuổi kịp mà thôi, lại nói các ngươi tại trong rừng cây đả thương liễu tùng, đối ta ảnh hưởng rất lớn à. Tôn Thiết Trùy nghe vậy cả giận nói, hắn dùng sát vụ lấn gạt chúng ta, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Trần Giải nói, không nên cái kia cái thời gian điểm chết. Tôn Đại ca cùng hắn phí cái gì lời nói, giết hắn. Nghe lời này, Tôn Thiết Trùy cùng Tiếu Hồng Nhan cùng một chỗ triển khai tư thế, chuẩn bị tiến công, Trần Giải cũng tập trung tinh thần, đối phó hai cái hóa kình cao thủ, hắn cũng rất cố hết sức à. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên bên tai vang lên tiếng xe gió, Trần Giải kinh hãi, vội vàng né tránh sát một tiếng đúng lúc này theo nghiêng bên trong giết ra một người kém chút đối trần giải một kiếm đứt cổ trần giải vội vàng né tránh quay đầu nhìn lại nhất thời kinh hãi tiếu hồng nhan không sai cái này ám sát hắn lại là tiếu hồng nhan vậy ngươi là ai trần giải mãnh liệt nhìn về phía cái kia áo đen dạ hành người mà người kia lúc này cũng nhẹ nhàng lột xuống khăn che mặt vậy mà lộ ra cùng tiếu hồng nhan mặt giống nhau như đúc tiếu hồng nhan hai cái giống nhau như đúc tiếu hồng nhan Trần Giải ánh mắt tại hai cái này tiếu hồng nhan trên thân quan sát, chỉ thấy hai nữ dài đến cơ hồ là giống như đúc, một dạng khuôn mặt, một dạng kiểu tóc, cơ hồ rất khó theo bề ngoài trên nhìn ra hai người khác biệt. Là mặt nạ da người sao? Trần Giải nghĩ đến một loại khả năng, mặt nạ da người, chính mình nghe đại ca liền có một cái mặt nạ da người, đeo lên cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Bất quá Trần Giải lại nhìn kỹ một chút, chỉ phát hiện hai nữ vóc người cũng cơ hồ giống như đúc. Cái đầu, tư thái tất cả đều là trong một cái mô hình khác đi ra, cái này giống như không phải mặt nạ ra người, mà chính là song bảo thai. Trần Giải nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Tiếu Hồng Nhan lại là một đôi tịnh đế liên. Trần Giải lên tiếng thăm dò. Nghe vậy chỉ thấy hai nữ biểu lộ không hề giống nhau, cái kia cầm kiếm gương mặt băng lãnh, nhìn qua liền là một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Mà chính mình đối diện cái này liền lộ ra không đồng dạng, hai đầu lông mày có phong tình vạn trùng, ánh mắt nhìn lấy Trần Giải, dường như biết nói chuyện đồng dạng, cho nam nhân một tưởng tượng lan man. Lúc này chỉ thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp, chân Cửu Tứ, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy, ngươi mới vừa vào miệng thủy thời điểm, ngươi ta liền quen biết, ngươi dẫn người đại náo ta di hồng lâu, ta sau cùng cũng không có gì ngươi. Về sau, bất luận là cái bang sự tình, phùng tuyên sự tình, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Hiện tại ngươi vậy mà đuổi ta đến nơi đây, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, ngươi đây là muốn làm gì à? Chẳng lẽ là quyết tâm muốn cho Mục La Nhân bán mạng, cho triều đình làm chó? Tiếu Hồng Nhan chừng lấy Trần Giải, Trần Giải còn không có đáp lời, lúc này một cái khác Tiếu Hồng Nhan âm thanh lạnh lùng nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết. Xoát xoát. Nói khua tay bảo kiếm cũng là một trận cường công, Trần Giải thấy một lần cái này kiếm pháp ánh mắt sáng lên, không sai, hôm đó trong rừng cây cũng là người. Nghĩ tới đây, Trần Giải trực tiếp một trưởng đánh ra. A Liên cẩn thận. Tôn Thiết Trùy thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển tay ném từ bản thân đại thiết trùy liền đánh tới. Trùy pháp loạn phi phong. Oanh! Một trùy trực tiếp đánh tới hướng Trần Giải, lúc này chỉ thấy cầm kiếm Tiếu Hồng Nhan một kiếm đứt cổ, hướng cổ họng liền đâm tới, một đầu khác Tôn Thiết Trùy chính diện một trùy thẳng vào mặt đập xuống. Trần Giải kinh hãi, vội vàng thi triển thân pháp, tránh thoát phong hầu một kiếm. Nghiêng người, chỉ thấy chuôi này đại thiết trùy từ trên xuống dưới, bỗng nhiên đập xuống, oanh một tiếng hung hăng đập vào mặt đất, oanh một tiếng, hòn đá bay vụt, một khối phiến đá trực tiếp bị nện phấn vỡ nát. Hưu hưu hưu. Hòn đá bị bạo lực đánh bay, theo sát lấy như châu chấu đồng dạng bắn về phía chung quanh, Trần Giải thấy thế, bay lên một chân trực tiếp đá hướng về phía Tôn Thiết Trùy, đồng thời tránh né phi thạch. Tôn Thiết Trùy thấy thế trực tiếp vung lên đại trùy, lấy thân là trục, quay vòng lên, sử xuất một chiêu hoành tảo thiên quân. Vừa vặn cùng Trần Giải một cước này chạm vào nhau, chân giải đã đem nội lực chuyển đến trên chân, lúc này cái chân này cũng có thiên quân chi lực. oanh một tiếng cùng tôn thiết trùy thiết chùy đá ở cùng nhau, oanh một tiếng, chân giải trực tiếp đẩy lui hai bước, mà tôn thiết trùy bị đẩy lui ba bước, về sau bị áo đen tiếu hồng nhan đè xuống phần lưng, cái này mới ngừng lại được. vù vù, tôn thiết chùy thở phì phò khí thô nói, biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. nghe lời này, hai cái tiếu hồng nhan nói, tốt, hôm nay không phải muốn bắt lại cái này tặc tử nói áo đen tiếu hồng nhan thương lãng một tiếng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm sau đó ba người hợp lực công hướng trần giải trần giải nhất thời cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có tôn thiết trùy chủ công lợi dụng hắn khí lực lớn truy nặng lực công kích mạnh thương tổn đủ đặc điểm cùng trần giải đánh chính diện một bộ thịt thản biểu hiện chủ yếu một cái cứng rắn theo trần giải cùng chết mà một bên hai cái tiếu hồng nhan thành giữ lấy chi thế giáp công trần giải cái kia tay cầm trường kiếm thân mặc áo trắng tiếu hồng nhan trường kiếm trong tay bay múa theo trái phía bên phải tiến công trần giải nghẹn tiếng nói cổ họng mà khác một người mặc màu đen y phục dạ hành tiếu hồng nhan trong tay cầm nhuyễn kiếm vậy mà chuyên môn tiến công trần giải bụng cùng dưới hồng trong lúc nhất thời kiếm quang dày đặc truy ảnh đầy trời cơ hồ đem trần giải đẩy vào góc chết trần giải lúc này chỉ có thể vận chuyển dưỡng xuân quyết hai tay ngưng tụ nội lực nội lực thành cương khí phủ đầy bàn tay theo sát lấy thi triển ra ngự thủy trưởng ngự thủy trưởng chân giải đã thật lâu không có sử dụng đây cũng không phải ngự thủy trưởng không mạnh chủ yếu là ngự thủy trưởng thiên về phương hướng đề phòng ngự chân giải càng ưa thích chính là tiến công bất quá bây giờ một người đối mặt ba cái hóa kình cao thủ mà lại cái này ba cái hóa kình cao thủ thực lực đều rất không tệ chân giải núi lớn áp lực à nếu là hai người Trần giải tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới cảm giác sẽ không uy hiếp được chính mình thế nhưng là nếu là ba người chân giải nhất thời thật vô cùng bị động à xoát, xoát, xoát lúc này áo đen tiếu hồng nhan trong tay nhuyễn kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ thanh kiếm này cũng là một thanh danh kiếm tên là ánh hà chất liệu dùng là một loại nhuyễn thiết thân kiếm mềm mại vô cùng bình thường có thể coi như đai lưng quấn ở trên lưng chiến đấu thời điểm móc ra liền là một thanh uy danh hiển hách bảo kiếm lúc này chỉ thấy áo đen tiếu hồng nhan huy kiếm liền đánh tới kiếm kiếm hướng trần giải hông eo trần giải lúc này một trưởng vỗ bay cái này tới gần mình phần hông một kiếm nói hồng nhan cô nương ngươi nữ nhân mọi nhà làm sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy kiếm kiếm hướng các lão già yếu hại ngươi không sợ tương lai hối hận à áo đen tiếu hồng nhan cả giận nói kẻ xấu xa ngươi tại thương khố như thế nào khi dễ ta ba trưởng đều đánh lão nương ngực may mắn lão nương không có để ngươi đánh chúng không phải vậy còn không cho ngươi chiếm tiện nghi đi áo đen tiếu hồng nhan nhớ tới vừa rồi tại trong kho hàng chân giải ba trưởng đều đánh ở ngực ác liệt hành động bất quá người nói vô ý người nghe có lòng một bên áo trắng tiếu hồng nha nhất thời đỏ mặt hôm đó rừng cây nhỏ chính mình bên trong một trường kia ngay tại ở ngực à hiện ra tại đó còn ẩn ẩn đau thật sự là mắc cỡ chết được nghĩ tới đây kiếm pháp của nàng càng lanh lợi mấy phần kẻ xấu xa nhận lấy cái chết trần giải nghe tiếu hồng nhan lời nói vẻ mặt đau khổ nói hồng nhan cô nương không phải ta không biết được sự tình ngươi một cái mở di hồng lâu nói ta là kẻ xấu xa ngươi có phải hay không quá mức trần giải trong miệng nói ánh mắt lại tại quan sát bốn phía nghĩ đến đối sách Hiện tại cái này cục diện nên ứng đối ra sao, tiểu hổ đoán chừng mau tới đi, có thể là đối diện thực lực của ba người này đều tại tiểu hổ phía trên. Mặc dù cái kia áo trắng tiếu hồng nhan trên người có thương tổn, dưới thực lực trượt, có thể là tiểu hổ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng à. Nghĩ như vậy, Trần Giải nhìn lấy chính lấy trùy oanh tới tôn thiết trùy, nếu không trước tiên đem hắn đánh bại, sau đó lại thu thập hai nữ nhân này. Nghĩ tới đây, Trần Giải tránh thoát áo trắng tiếu hồng nhan một kích công kích mãnh liệt, theo sát lấy trực tiếp một trưởng khai bi thủ thức thứ 8 cầm long thủ bỗng nhiên chụp về phía Tôn Thiết Trùy. Tôn Thiết Trùy lúc này chính là một chùy đập tới, lại đột nhiên nhìn đến Trần Giải lúc này không tránh, trở tay vậy mà đập tới một trưởng. Ngao ngao. Một trưởng này lên tay lúc lại có ẩn ẩn long ngâm, nhất thời giật mình. Áo trắng Tiếu Hồng Nhan kinh hô nói, cẩn thận, là tuyệt học của hắn cầm long thủ. Thế nhưng là một tiếng này nhắc nhở đã chậm, lúc này thời điểm chỉ thấy Trần Giải một trưởng hung hăng đánh ra. Tôn Thiết Trùy kinh hãi, vội vàng đem trong tay mình căn này thép tinh khiết chế tạo thiết trùy ngăn ở trước ngực. Trần Giải một trưởng bỗng nhiên đánh ra. bụp một tiếng, tôn thiết trùy liền người mang trùy trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng, trực tiếp đem trong nội viện một mặt tường đánh sập. Tôn đại ca. Thấy cảnh này, đen trắng tiếu hồng nhan kinh hô một tiếng, theo sát lấy liếc mắt nhìn nhau, phẫn nộ quát, tặc tử, ngươi vậy mà giở trò lừa bịp, nhận lấy cái chết. Thương lãng, Hai người bảo kiếm trong tay lập tức lẫn nhau đến cùng một chỗ, sau một khắc chỉ thấy hai thanh bảo trên thân kiếm phun ra các loại kiếm mang. Áo đen Tiếu Hồng Nhan trong tay ánh hà kiếm lóng lánh màu hồng kiếm mang, áo trắng Tiếu Hồng Nhan kiếm trong tay mang là thanh lãnh lam. Theo sát lấy hai người nhất thời hợp tại một chỗ, sau đó cùng nhau phóng tới Trần Giải. Vậy mà sử xuất một bộ kinh người hợp thể kiếm kỹ, hai người cái này hợp thể kiếm pháp sử xuất, sau vừa mới ba người đồng thời tiến công Trần Giải uy lực càng lớn. Kỳ thật vừa mới tôn thiết trùy tác dụng cùng loại với lưu bị tam anh chiến lữ bố lưu bị tác dụng cũng là quấy nhiễu đây là hai cái tiếu hồng nhan đồng loạt ra tay cái kia lực sát thương là khá kinh người trong tay bọn họ hai thanh kiếm áo đen tiếu hồng nhan trong tay là ánh hà áo trắng tiếu hồng nhan trong tay thanh này gọi sơ tuyết một thanh kiếm là hỏa thuộc tính một thanh kiếm là thuộc tính hàn băng chính như trước mắt hai người này áo đen tiếu hồng nhan tu luyện cũng là nghiêng hỏa thuộc tính công pháp mà áo trắng tiếu hồng nhan tu luyện chính là thuộc tính hàn băng lại thêm hai người chính là một thai song sinh, tự nhỏ tâm ý tương thông. Bởi vậy luyện có một bộ thập phần cường đại hợp kích chi thuật băng hỏa cửu trọng thiên. Đây là một bộ hết sức lợi hại kiếm pháp, muốn tu luyện, điều kiện rất nhanh hà khắc, điểm thứ nhất nhất định phải là tâm ý tương thông song sinh tỉ muội. Điểm thứ hai hai người nhất định phải có xuất sắc võ đạo thiên phú. Mà Tiếu Hồng Nhan tỉ muội cũng là phù hợp nhất đặc điểm này. Bất quá bộ kiếm pháp này mười phần cao siêu, lấy tỉ muội các nàng thực lực, Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử xuất băng hỏa tam trọng thiên, mà cao nhất chính là cửu trọng thiên, nghe nói cửu trọng thiên phía dưới, thiên hạ cao thủ chi bằng chiến chi. Lúc này hai người sử xuất hợp kích kiếm pháp, trong lúc nhất thời Trần Giải cũng cảm giác bầu trời bị phân vì làm hai nửa, hai bên đều là băng hỏa minh diệt, kiếm quang trùng thiên. Bên trái là liệt dương thắng hỏa, bên phải là hàn lãnh nhược tuyết. Hai người hợp lực, chính là một cái xuân xanh. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, Trần Giải cả người đều cứng tại nguyên chỗ các nàng dám đến miệng thủy huyện chấp hành nhiệm vụ. Tất nhiên là có chính mình dựa vào, mà các nàng ỉ vào, không sai, cũng là một bộ này hợp kích kiếm pháp. Tặc tử, cảm thụ một chút chúng ta băng hỏa tam trọng thiên uy lực à. Hai cái tiếu hồng nhan cơ hồ là đồng thời lên tiếng, chặt cùng theo một lúc công hướng trần giải, mà lúc này tại phế tích bên trong mới vừa rồi bị trần giải đánh bay tôn thiết trùy bỏ lên. Nhìn một chút trong tay đại thiết trùy, lại bị trần giải một trường vỗ thành cong lõm. Có thể thấy được trần giải trường pháp chi lực lượng, cái này cũng không có cách chân giải tay thế nhưng là có thể vỡ bia nứt đá cũng may mắn vừa mới hắn dùng thiết trùy phòng ngự một chút không phải vậy lúc này thời điểm hắn đoán chừng đã làm trọng thương hắn đang suy nghĩ đột nhiên liền thấy nhà mình viện trên tường bay lên một người người kia đứng ở nơi đó nhìn hướng phía dưới trên trán đều là háo sắc tôn thiết trùy lập tức nhận ra đây không phải trần cửu tứ đệ nhất tâm phúc trần tiểu hồ sao nghĩ đến đứng dậy Trần Tiểu Hổ tiếp vào Trần Giải chi viện mệnh lệnh về sau, lập tức liều lĩnh chạy tới, cái này gắng sức đuổi theo, giờ mới đến. Đứng tại trên đầu tường nhìn lấy phía dưới hai cái giống nhau như đúc tiếu hồng nhan chính đang thi triển một bộ 10 phần huyền diệu kiếm pháp hợp kích nhà mình đường chủ nhất thời lớn quát lên. Đường chủ, ta tới giúp ngươi. Nghe lời này, hai cái tiếu hồng nhan sững sờ, nhìn lại, tôn thiết trùy trực tiếp vọt đến Trần Tiểu Hổ trước mặt nói. Hai vị muội tử, hợp lực giết tặc, cái này mới tới tặc tử ta tới đối phó. Nghe lời này, hai cái tiếu hồng nhan thu hồi ánh mắt, mà lúc này Trần Giải Thanh Âm cũng nói, tiểu hổ đừng xuống tới. Tiểu hổ nghe vậy, động tác dừng lại, mà lúc này Tôn Thiết Trùy cũng nhìn sang nói, ha ha, Trần Cửu Tứ, ngài có thể ép được ta hai vị muội muội dùng ra băng hỏa hợp kích, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Trần Giải nói, há, vậy thật là vinh hạnh của ta à? Tôn Thiết Trùy nói, ngươi còn có thể càng vinh hạnh một số, không bằng liền chết ở dưới một chiêu này à? Tiểu hổ giận dữ nói, Hỗn đản, nhà ta đường chủ cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ha ha, thật sao? Ta nói cho ngươi người trẻ tuổi, coi ta hai vị muội muội sử xuất cái này băng hỏa hợp kích về sau. Liền xem như Nam Bá Thiên cũng không dám vô lễ, dám nói có thể đón lấy, hắn Trần Cửu Tứ, có lợi hại như vậy sao? Tiểu hổ nghe lời này càng là gấp. Mà lúc này hai nữ công kích đã đến, hai nữ lúc này song kiếm hợp bích, công kích động tác cơ hồ là giống như đúc, không sai chút nào, uy lực so vừa mới đơn đả độc đấu không biết mạnh bao nhiêu. Trần Giải trong lòng âm thầm tính toán, không hổ là áp đáy hòm chiêu thức, vậy mà như thế lợi hại, chỉ sợ chính mình bất động át chủ bài là không thể nào thắng được qua các nàng. Nghĩ tới đây, Trần Giải cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Hiện tại tình cảnh này nhìn như mỹ lệ, hai nữ đang thi triển kiếm pháp thời điểm, một cái nhiệt tình như lửa, một cái kiêu căng lãnh diễm, dường như nhân gian chi tuyệt mỹ, thế nhưng là cái này mỹ lệ phía dưới là dấu dếm sát cơ. Một chiêu này hoàn toàn chính xác đầy đủ đáng sợ à. Hai nữ đã công kích đến phụ cận, lúc này hai nữ trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ, tặc tử, nhận lấy cái chết. Băng Hỏa Tam Trọng Thiên. Hai tiếng cơ hồ cùng nhiều lần khẽ kêu, hai nữ đồng thời xuất thủ, giờ khắc này hai thanh kiếm mang theo lăng liệt sát khí mà đến. Một thanh đỏ thẫm, tản ra hỏa diễm khí tức, một thanh lăng liệt, tản ra băng tuyết lạnh lẽo, hai kiếm kết hợp, chân giải là cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh sinh tử bất quá trong nháy mắt mà thôi mà đúng lúc này chân giải xuất thủ thức mở đầu cùng cầm long thủ đồng dạng thức mở đầu bất quá theo gió vang lên nhất thời không trung vang lên ẩn ẩn long ngâm hai nữ sững sờ ánh mắt ngưng lại nhìn về phía chân giải cái này thức mở đầu khai bi trưởng thức thứ tám cầm long thủ sao ngao 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 thế nhưng là làm hai nữ lần nữa tới gần thời điểm nhất thời cảm nhận được không thích hợp bởi vì chân giải một trưởng này cũng không có giống như trước như vậy tán kỉnh mà chính là cỗ khí thế kia tiếp tục kéo lên thậm chí cái kia tiếng long ngâm càng thêm rõ ràng dường như liền ở bên tai giống như hai nữ kinh hãi cái này đây không phải cầm long thủ đây là cầm long thập bát trường là một chiêu kia tại miệng thủy huyện biến mất cầm long thập bát trường cái này cái này sao có thể hai nữ ánh mắt chừng thật to theo sát lấy cũng cảm giác trần giải trên thân tản ra ra một cỗ cùng bạo khí thế thật giống như một con cự long đang thức tỉnh không tốt hai nữ trong lòng coi cảnh sát đại tác đúng lúc này đột nhiên chỉ thấy trần giải hai tay bỗng nhiên đẩy ra cầm long thập bát trưởng long chiến vu dã long chiến vu giã khi huyết huyền hoàng ngao 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 sau một khắc một cỗ mãnh liệt trưởng lực trực tiếp bị trần giải đẩy đi ra nếu như khai bi thủ bá đạo trình độ có đẳng cấp cái kia cấp bậc của nó sẽ không vượt qua ba mà cầm long thập bát trưởng bá đạo đẳng cấp cái kia chính là 10. 10 không phải cầm long thập bát trưởng cực hạn mà chính là bá đạo đẳng cấp cực hạn đây chính là thiên hạ đệ nhất hoành luyện trưởng pháp tung hoành giang hồ mấy trăm năm chưa thành bị dao động siêu cấp thần công cầm long thập bát trưởng ngao 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 một tiếng long ngâm to lớn trưởng lực oanh một tiếng trực tiếp đánh tới hướng hai nữ chân giải không có chút nào thương hương tiếc ngọc toàn lực đánh ra nữ nhân là mộ mạnh ngươi đối với các nàng thủ hạ lưu tình các nàng sẽ cảm thấy ngươi không gì hơn cái này các nàng sẽ không cảm thấy ngươi nhường các nàng là đúng cho nên vì sao rất nhiều tiểu côn đồ khả năng hấp dẫn nữ sinh bởi vì bọn hắn không hiểu được nhường nữ nhân. Nữ nhân ngươi liền muốn để cho nàng biết, ai mới là cái kia vương. Ngao ngao. Kinh khủng trưởng lực đột nhiên đánh phía hai nữ, hai nữ lúc này quá sợ hãi, theo sát lấy lập tức sử xuất chính mình hợp thể công kích mạnh nhất Băng Hỏa Tam Trọng Thiên. Hai nữ trên thân kiếm lóng lánh kiếm mang, trực tiếp đâm về Trần Giải song trưởng. Sau đó hai nữ dường như cảm thấy một con cự long bỗng nhiên phóng tới các nàng, các nàng tại cự long trước mặt lúc như vậy nhỏ bé, thật đáng buồn. Oanh một tiếng tiếng vang hai nữ trực tiếp bị cự long đụng bay ra ngoài đạp 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 bay thẳng ra ngoài mười mấy mét hai nữ mới ngừng lại được cái kia áo trắng tiếu hồng nhan trực tiếp bị dẫn động thương thế lúc này nhịn không được liều mạng ho khan khụ 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 mà áo đen tiếu hồng nhan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh kỵ cùng khiếp sợ nhìn lấy trần giải ánh mắt kia phảng phất muốn đem trần giải ăn giống như mà trần giải lúc này cũng không có mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy một trưởng này cơ hồ phí hết hắn một phần ba nội lực giống như vậy một trưởng hắn nhiều nhất còn có thể ra hai trường, sau đó liền sẽ hao hết nội lực. Mà cái này hai nữ mặc dù bị chính mình đánh lui, thậm chí áo trắng tiếu hồng nhan còn khiên động thương thế, nhưng là các nàng vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nhất là các nàng hợp kích băng hỏa kiếm pháp, chính mình trừ một trường này bên ngoài, liền không có có thể phá giải chi pháp, mặt khác bên cạnh còn có một cái tôn thiết trùy. Tên này mặc dù thực lực đồng dạng, thế nhưng là cũng không tại tần ưng phía dưới, tiểu hổ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hiện tại chính mình mặc dù chiếm thượng phong tiếp tục đánh xuống liền không sáng suốt mà lúc này một phương diện khác tiếu hồng nhan hai nữ bị một trưởng đánh bay hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia cầm long thập bát trưởng uy lực kinh khủng trần giải vừa mới một trưởng kia tại trong lòng các nàng gieo một cái kinh khủng suy nghĩ thậm chí trần giải vừa mới đẩy ra một trưởng kia hùng vĩ bộ dáng đều làm cho các nàng không thể quên lại lúc này thời điểm hai nữ cũng không dám đánh xuống vừa mới cái kia một kiếm cũng phí các nàng rất nhiều nội lực có thể coi là như thế cũng bị cái này trần cửu tứ một trưởng hủy bỏ có thể thấy được trần cửu tứ đáng sợ còn không biết trần cửu tứ giống như vậy trưởng pháp còn có thể đẩy ra mấy cái trưởng suy nghĩ một chút liền cảm thấy hoảng sợ ai có thể nghĩ tới trần cửu tứ sẽ cầm long thập bát trưởng đâu cái này trưởng pháp toàn miệng thủy huyện đều đang tìm làm sao lại nhường trần cửu tứ tìm được đâu làm sao bây giờ còn muốn đánh nữa hay không khụ khụ áo trắng tiếu hồng nha nhìn về phía áo đen tiếu hồng nhan áo đen tiếu hồng nhan lúc này cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Mà một bên khác, còn có hai cái ngoác mùm kinh ngạc tồn tại. Một cái là tôn thiết trùy, hắn lúc này mở to hai mắt nhìn, làm sao, làm sao có thể. Trần Cửu Tứ làm sao có thể sẽ cầm long thập bát trưởng à. Như thế thần công làm sao lại rơi vào trong tay người này, đơn giản đạo trời không tha à. Hồng nhan tỉ muội tổng cộng chi thuật hắn là gặp qua, tự hỏi tại loại này công kích phía dưới. Hắn là một điểm còn sống khả năng đều không có, thế nhưng là không ngờ rằng lại bị Trần Cửu Tứ một trưởng vỗ bay. Mặt khác công phu của hắn con đường cũng thuộc về hoành luyện ngạnh công, lớn nhất có thể cảm nhận được vừa mới một trưởng kia uy lực. Trong mắt hắn, một trưởng kia đơn giản cũng là hủy thiên diệt địa, nếu là vừa mới đón đỡ một trưởng này chính là mình, chỉ sợ lúc này mình đã bỏ mình tại chỗ. Nghĩ tới đây, hắn liền cả người toát mồ hôi lạnh. Mà lúc này trên đầu tường tiểu hổ, ánh mắt lại là sáng lấp lánh, ha ha, cửu tứ ca, như bức à, hắn lúc nào sẽ lợi hại như vậy trưởng pháp, cầm long thập bát trưởng, cái này hắn nhưng biết. Lúc trước lão ăn mày bằng vào một trưởng này pháp, thế nhưng là tại miệng thủy huyện hoành hành qua một đoạn thời gian. Bất quá như thế trưởng pháp, cũng không có thể đơn giản lộ ra ngoài, ba người này thấy được cửu tứ ca trưởng pháp, quyết không thể sống. Tiểu hổ nghĩ đến, lặng lẽ đè xuống chính mình chui đao, chỉ cần cửu tứ ca ra lệnh một tiếng, hắn liều chết cũng muốn giết chết trước mắt cái này tôn thiết trùy. Cứ như vậy, bầu không khí lập tức biến đến quái dị song phương đều biến thành cây gậy đánh sói, hai đầu sợ à. Qua rất lâu, Trần Giải thu hồi trưởng Pháp, nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói. Ba vị, ta nghĩ chúng ta hẳn là nói chuyện. Nghe lời này, Tôn Thiết Trùy cùng áo trắng Tiếu Hồng Nhan đều nhìn về áo đen Tiếu Hồng Nhan. Áo đen Tiếu Hồng Nhan trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể nói. Trần Giải nói. Đương nhiên, các ngươi biết bí mật của ta, ta cũng biết bí mật của các ngươi, mà lại đều là liên quan đến sinh tử, tự nhiên có đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý nói, chúng ta cũng có thể tiếp tục đánh, giống vừa mới loại kia trưởng pháp. Ta còn có thể xuất liên tục năm trường, các ngươi nếu là có thể tiếp được, liền có thể đi thử một chút. Trần giải thổi cái nghiêu bức, kỳ thật hắn chỉ có thể lại ra hai trường. Bất quá lúc này Trấn không được chàng tử có thể liền phiền toái, nghe lời này, quả nhiên hai nữ đều trầm mặc. Lại còn có thể ra năm trường. Các nàng hợp thể kiếm pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể ra hai ba kiếm, như thế còn thật đánh không nổi nữa đương nhiên các nàng có chút hoài nghi trần giải đang thổi nghiêu bức như vậy cương mãnh trưởng pháp còn có thể ra năm trưởng nội lực của ngươi dự trữ như vậy hùng hậu thế nhưng là các nàng cũng không dám đánh cược dù sao thua cuộc thế nhưng là thân gia tính mệnh à các nàng có thể không cảm thấy các nàng có thể bằng vào mỹ mạo của mình nhường trần giải thủ hạ lưu tình vừa mới một trưởng kia các nàng có thể rõ ràng cảm giác được trần giải là động sát ý đã đánh không thắng muốn nói sao kỳ thật nói cũng được mà lại trần giải thân phận bây giờ xem như miệng thủy huyện trong bang phái nhân vật số 3, nếu là có hắn giúp đỡ, chính mình nhóm này đồ sắt là có thể vận ra miệng thủy huyện. Như thế, ngược lại là một cọc rất tốt hợp tác. Nhưng là bây giờ bên mình ở vào thế yếu, các nàng cũng sợ trần giải sẽ thừa cơ công phu sư tử ngoạm, mở ra làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận điều kiện. Tiếu hồng nhan thầm nghĩ lấy. Trần giải lúc này nhìn lấy hai người như thế do dự, trong lòng cũng minh bạch, lúc này thời điểm đến buộc các nàng một thanh. Nghĩ đến Trần Giải hắng giọng một cái nói, "Ba vị, chuyện hôm nay các ngươi cũng đều thấy được, các ngươi bắt không được ta, mà lại biết bí mật của ta, ta cũng biết bí mật của các ngươi, đây chính là đàm phán cơ sở. Đương nhiên các ngươi cũng có thể thử cầm xuống ta, đi, liền khi các ngươi thật là có bản lĩnh cầm xuống ta, thế nhưng là ta bên ngoài còn có người, chỉ cần ta ra chuyện, bọn hắn liền có thể đem ta mật tín giao cho đặt lỗ hoa xích, đến lúc đó, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến hậu quả à? Cho nên các ngươi muốn hay không nói. Trần Giải lời nói này xong, áo đen Tiếu Hồng Nhan mở miệng nói, tốt, nói. Trần Giải cười nói, ha ha, cái này là được rồi nha, chúng ta vốn là cũng không có sinh tử mối thủ, ta chỉ là khi các ngươi hại ta một lần, đương nhiên chúng ta hiện tại cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Trần Giải như quen thuộc đồng dạng tìm đem cái ghế tọa hạ nói, chỗ lấy các ngươi là không định mời ta vào nhà tâm sự rồi. Nghe lời này, áo đen Tiếu Hồng Nhan híp mắt mở mắt nói, vào nhà, ngươi liền không sợ chúng ta đến cái bắt rùa trong hũ. Trần Giải lên tiếng cười nói, ta đi vào, hắn không đi vào, ta nếu là ra chuyện, hắn lập tức thông báo đặt lỗ hoa xích phủ, cho nên ta khuyên hồng nhan cô nương tuyệt đối không nên xúc động à. Trần Giải chỉ chỉ đứng tại đầu tường tiểu hổ. Tiểu hồng nhan híp mắt mở mắt nói, tốt, trong phòng thỉnh. Trần Giải đối tiểu hổ nói, một hồi, nếu là ta không là cái thứ nhất đi ra ngoài, ngươi liền lập tức hướng đặt lỗ hoa xích phủ báo tin. Là đường chủ tiểu hổ lập tức đáp nghe lời này áo đen tiếu hồng nhan trên mặt lóe qua vẻ tức giận có điều rất nhanh liền biến thành hờn rỗi hừ ngươi liền như vậy không tin được nô ra trần giải quay đầu nhìn áo đen tiếu hồng nhan cái dạng này cười nói hắc hắc cô nương mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử hiện tại ngươi liền để ta tín nhiệm các ngươi cái này sao có thể làm được à ha ha áo đen tiếu hồng nhan cắn răng khí hầm hừ nói hừ ngươi chỉ biết khi dễ người ta Nói thật cái này áo đen Tiếu Hồng Nhan hoàn toàn chính xác so một bên áo trắng Tiếu Hồng Nhan khó chơi hơn nhiều. Áo đen Tiếu Hồng Nhan thật giống như một đóa mẫu đơn, thuộc về trà trộn xã hội loại kia, mà áo trắng Tiếu Hồng Nhan hoàn toàn cũng là một đóa băng sơn tuyết liên chưa thành khai hóa. Hai nữ đều có phong tình, nhìn lấy ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Trần Giải nghĩ đến, đã theo Tiếu Hồng Nhan các nàng vào phòng. Tiểu Hổ đứng tại đầu tường, nhìn chằm chằm trong phòng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Lúc này trong phòng trần giải rất không khách khí ngồi xuống tôn thiết trùy nhíu mày nói ngươi thật đúng là không sợ chết à trần giải nhìn tôn thiết trùy một cái nói tôn sư phụ ngươi người này thế nhưng là rất xấu à ngươi luôn nghĩ đến giết ta là không phải là không muốn đem ta cái kia thanh trường thương cho ta à tôn thiết trùy nhất thời giận dữ ngươi có ý tứ gì ta lão tôn làm việc xưa nay không chơi hư cái kia thanh trường thương nói làm cho ngươi liền làm cho ngươi ngươi năm ngày sau đó tới lấy hàng liền tốt trần giải nghe lời này cười nói ha ha vậy xin đa tạ rồi. Hai người nói, lúc này thời điểm chỉ thấy áo đen tiếu hồng nhan chậm chậm liên liên đi tới, trong tay còn cầm lấy một bình nước trà cười nói. Trần đường chủ cùng tỉ muội ta đấu nửa ngày, khát nước rồi, uống ly nước trà, giải giải khát. Trần giải nghe vậy nhìn một chút áo đen tiếu hồng nhan bưng trà đến nước miệng hơi cười nói. Hồng nhan cô nương ân cần như vậy, nước trà này bên trong, sợ là hạ độc à. Cái này, làm sao lại thế? Áo đen tiếu hồng nhan sắc mặt cứng đờ, theo sát lấy lập tức mở miệng nói ra, Trần Giải nghe vậy ha ha cười nói, làm sao không có thể, hồng nhan cô nương cổ linh tinh quái, ta cũng không dám đánh cược, ngươi kính trà ta liền không uống. Áo đen tiếu hồng nhan nghe vậy biến sắc, bộp một tiếng đem chén trà trong tay ngồi xổm ở trên bàn cả giận nói, hừ, ngươi thích uống không uống. Trần Giải thấy thế nói, ha ha, hồng nhan cô nương đây là thẹn quá thành giận. Tiếu hồng nhan nói, ngươi thích thế nào nói thế nào nói, đi, ngươi không nói muốn nói sao, chúng ta thật tốt nói chuyện. Trần Giải lúc này lại nói, cái này nói chuyện chính sự còn không nóng này, chúng ta trước tâm sự, hiện tại ta tương đối hiếu kỳ là ngươi cùng vị cô nương này, các ngươi là song bảo thai. Áo đen Tiếu Hồng Nha nhìn xem Trần Giải nói, làm sao ngươi coi trọng tỉ muội chúng ta rồi. Trần Giải cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hừ, ta thấy một lần ngươi, liền biết ngươi là kẻ xấu xa, ngươi trong nhà rõ ràng có kiểu thê, đi ra còn trêu chọc tỉ muội chúng ta hai cái, đàn ông các ngươi hả, không có một cái tốt." Áo đen Tiếu Hồng Nhan hầm hừ nói. Trần Giải nghe vậy nói, "Hồng Nhan cô nương khác biệt, nữ oa nương nương tạo người thời điểm, thiết kế nam nữ, vì chính là cùng một chỗ, cho nên nam nhân ưa thích nữ nhân, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu là có một người nam nhân đứng ở nơi đó, nhìn đến mỹ nhân mà không động tâm, các ngươi liền phải cẩn thận, người này hoặc là ngụy quân tử, hoặc là cũng là thật thái giám, mà ta là cái nam nhân bình thường, nhìn đến mỹ nhân, tự nhiên sinh ra lòng ái mộ." Này là thiên đạo vậy. Nghe lời này, áo đen tiếu hồng nhan nói, đầy miệng đại đạo lý, ngươi muốn thi trạng nguyên à. Trần giải nhún nhún vai nói, đáng tiếc đại càn khoa cử con đường không thông. Áo đen tiếu hồng nhan nghe vậy nói, ngươi quả nhiên là cái không có thuốc chữa hán gian, thi trạng nguyên đều muốn thi cầu càn. Trần giải nói, cái này, cô nương ngươi tốt sẽ oan ủ người à. Áo đen tiếu hồng nhan nói, ta nói sai. Trần giải nói, đương nhiên, ta thế nhưng là thích cốt tranh tranh người Hán, ha có thể một mực cho mục la nhân làm chó hiện tại bất quá kế tạm thời mà thôi a à, không nghĩ tới nếu như vậy còn có thể từ trong miệng ngươi nói ra trần giải nhìn lấy áo đen tiếu hồng nhan ngươi cảm thấy ta như cái người xấu a à, người tốt người xấu lại không có viết lên mặt ai biết ta chỉ biết là ai tại làm việc tốt ai tại làm chuyện xấu ngươi người này à áo đen tiếu hồng nhan suy nghĩ một chút còn không tốt lắm bình Kỳ thật trần giải xem như tốt miệng thủy huyện bách tính qua được tốt nhất cũng là bạch hổ đường thế lực phạm vi. Thế nhưng là ngươi nói Trần Cửu Tứ là người tốt, tên này là trợ giúp Mục Lan nhân làm việc, thượng vị cũng là dựa vào đặt lỗ hoa xích, là thỏa thỏa Mục Lan chó, chó hán gian. Cho nên người này thật không phải là rất tốt bình. Trần Giải nhìn lấy Tiếu Hồng Nhan ha ha cười nói, thế nào, con người của ta rất khó bình. Áo đen Tiếu Hồng Nhan nói, Ừ Trần Giải nói, đến, ta cho ngươi phân tích phân tích, người này làm việc luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên hạ không có người tốt liền lấy người tới nói ngươi là bái hỏa giáo người sứ mệnh là cứu vãn thiên hạ người hán lật đổ bạo cản thế nhưng là đâu ngươi cái kia di hồng lâu làm lại là da thịt sinh ý đương nhiên ngươi có thể nói các ngươi là cao cấp da thịt sinh ý nhưng đó cũng là da thịt sinh ý mà lại mua sắm bị bọn buôn người mua sắm nữ đồng đồng thời còn không cho phép người trục thân ngươi nói các ngươi tính toán người tốt sao ta di hồng lâu bên trong hữu cơ dày há có thể tùy tiện cũng làm người ta trục thân nếu là như vậy trà trộn vào triều đình gián điệp làm sao bây giờ áo đen tiếu hồng nha nhất thời giải thích nói thế nhưng là cũng thương tổn rất nhiều người không phải sao trần giải không cho nàng ngụy biện áo đen tiếu hồng nhan trầm mặc trần giải nói đồng dạng đạo lý ta trần cửu tứ nổi lên từ bé nhỏ nhận được nghĩa phụ bành thế trung nhìn chúng đưa vào miệng thủy huyện thành một đường đến nay như dẫm trên băng mỏng bò tới bây giờ cái này tình trạng nhưng mà lại bị ta đại ca hãm hại nam bá thiên cũng nhằm vào ta ta cơ hồ lâm vào tử địa, lúc này thời điểm ta có thể mượn nhờ ai? Chỉ có thể mượn nhờ mục la nhân lực lượng, không phải vậy ta báo không được thù, nói không chừng còn muốn liên lụy người nhà. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, các ngươi là ta, đến tình trạng kia lại nên như thế nào? Không sai, các ngươi nói rất đúng, ta Trần Cửu Tứ có thể có hôm nay là có mục la nhân công lao. Có thể là các ngươi nói ta là hán gian ta không đồng ý, nói ta là chó hán gian, vậy các ngươi thật sự là quá phận trần giải nhìn lấy ba người chậm rãi nói trong lúc nhất thời ba người vậy mà trầm mặc nửa ngày bên kia vẫn đứng không nói lời nào áo trắng tiếu hồng nhan nói hán gian cùng cho hán gian có khác nhau trần giải nói đương nhiên là có khác biệt hán gian lộ ra địa vị cao một chút chó này hán gian rõ ràng không tôn trọng người hà áo trắng tiếu hồng nhan một mặt ngốc manh không hiểu áo đen tiếu hồng nhan nghe lời này gõ bàn một cái nói tùng tùng nói xong lời này ngươi còn lý luận Trần Giải nói: "Ta đương nhiên lễ độ, ta Trần Cửu Tứ làm việc một hạng không thẹn với lương tâm, ta liền hỏi ngươi tại ta thượng vị trong lúc đó, ta bạch hổ đường dưới sự cai trị bách tính nhưng có một cái qua được so trước kia kém, nhưng có một cái nhận lấy ta bạch hổ đường ức hiếp. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn qua được có phải hay không so trước kia tốt, ta cũng không biết các ngươi bái hỏa giáo là cái dạng gì, càng không biết đại càn là cái dạng gì, ta chỉ biết là ai có thể cho người hán dân chúng mang đến ngày tốt, ta liền giúp ai." Cho nên các ngươi cảm thấy ta là người xấu vẫn là người tốt áo đen tiếu hồng nhan ba người nghe vậy đều là sững sờ theo sát lấy cùng nhau mở miệng nói ngươi là quái nhân trần giải nói quái quái chỗ nào ba người cùng nhau nói nói không ra dù sao là lạ chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới hỏng cảm giác ngươi người này rất không có lập trường trần giải nói có lẽ liền ta cân nhắc dân chúng chết sống đi từ xưa đều là hoàng đế thay phiên ngồi sau cùng hưng bách tính khổ vong bách tính khổ tốt không nói cái này nhận thức lại một chút tại hạ trần giải lại tên cửu tứ ngư bang bạch hổ đường chủ xin hỏi hai vị cô nương phương danh áo đen tiếu hồng nhan nói hàn hà áo trắng tiếu hồng nhan hàn liên tại hạ tôn thiết trùy cái kia không hỏi ngươi trần giải rất vô tình nói ra tôn thiết trùy chừng trong mắt nhìn lấy trần giải ngươi đạp mã ánh sáng trêu muội đúng không sau đó trần giải cùng hai vị này tiếu hồng nhan tiến hành một đoạn ngắn gọn hiểu rõ áo đen tiếu hồng nhan tên là hàn hà là tỷ tỷ áo trắng tiếu hồng nhan tên là hàn liên là muội muội hôm đó đi rừng cây ám sát liễu tùng chính là hàn liên cái kia tại di hồng lâu làm lâu chủ am hiểu xã giao chính là tỷ tỷ hàn hà tỷ tỷ kiêu diễm như lửa muội muội trầm mặc giống như băng tỷ tỷ giỏi về xã giao phong tình vạn chủng muội muội chỉ biết là tu luyện thuộc về khó hiểu còn có chút thiên nhiên manh mà ở trong đó quan chức lớn nhất cũng là tỷ tỷ hàn hà nàng là bái hỏa giáo tứ đại pháp vương một trong bất tử điều hàn diệu chân đệ tử thân truyền muội muội hàn liên cũng thế đến mức tôn thiết trùy hắn thuộc về miệng thủy huyện phân đà chủ bất quá hàn hà các nàng xem như phía trên đặc phái xuống sứ giả mà lại coi như nàng tứ đại pháp vương bất tử điều hàn diệu chân đồ đệ thân phận cũng so một cái huyện phân đà chủ thân phận cao hơn nhiều bởi vậy tiếp xuống đàm phán chủ yếu vẫn là tỷ tỷ hàn hà phụ trách muội muội không quen lời nói mà tôn thiết trùy thuộc về thuộc hạ bất quá trần giải ngược lại là thật thích muội muội cô nương này xem xét cũng là được bảo hộ quá tốt xử thế không sâu nhìn lấy băng lãnh nhưng thật ra là không có thấy qua việc đời thuộc về dễ dàng bị bắt cóc cái chủng loại kia mà lại cô nương này còn có một loại ngốc bẩm sinh lớn nhất diệu chính là dài đến còn cùng tỷ tỷ giống như đúc trần giải cùng tiếu hồng nhân hàn hà nắm chắc lần tiếp xúc bởi vậy hiểu rất rõ người này nhưng là bây giờ tới một cái hàn liên cái này một cái cái này tương phản manh nhường trần giải không khỏi chăm chú nhìn thêm đông 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 hàn hà gõ mặt bàn nhìn lấy trần giải nói uy đem ánh mắt từ muội muội ta trên thân rời trần giải nghe vậy hoàn hồn hàn liên có chút xã khủng lúc này nháo cái mặt đỏ có chút không biết làm sao tại không giết người tình huống dưới nàng có chút không biết làm sao cùng người xa lạ ở chung trần giải lấy lại tinh thần nói ha ha a hà cô nương không nên hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy a liên cô nương cùng hôm đó trong rừng cây sát thủ tranh lệch quá lớn cho nên cảm thấy kỳ quái cũng không phải lại cái gì ý nghĩ xấu. Hừ, ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý nghĩ xấu, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Hàn Hà chừng lấy Trần Giải, theo sát lấy đối Hàn Liên nói, về sau không cho phép đơn độc gặp hắn biết không? A, à, à, tốt tỉ tỉ. Hàn Liên sững sờ, trả lời ngay. Trần Giải nói, ừm, a hà, a à, liên, tịnh đế liên hoa, ngược lại là tên rất hay à. Hàn Hà nghe vậy nói, uy, đừng kêu thân thiết như vậy, chúng ta hiện tại vẫn là quan hệ thù địch. Trần Giải nói, ha ha, a hà cô nương nói đúng lắm, đi, việc tư trò chuyện không sai biệt lắm, chúng ta trò chuyện chút chính sự. Hàn hà nói, ừm, nên tâm sự chuyện chính. Nói xong hàn hà nói, Trần Cửu Tứ, sự tình trước kia, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Trần Giải nói, chúng ta vốn là cũng không có cái gì xung đột, sự tình trước kia, xóa bỏ như thế nào? Hàn hà nói, ừm, vậy thì tốt, quyết định, xóa bỏ, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi làm một khoản buôn bán. Mua bán. Trần Giải sững sờ, híp mắt lại nói. Cái gì mua bán? Hàn Hà nói. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nơi này có một nhóm quân giới, cần vận ra khỏi thành bên ngoài. Trần Giải nói. Ừm, vậy ngươi liền vận à? Hàn Hà nói. Không có cách nào dùng, ta vận chuyển con đường bị mục la nhân cắt đứt, mà lại mục la nhân ở cửa thành an bài rất nhiều người kiểm tra. Chúng ta những vật này, căn bản vẫn không đi ra mà lại mấu chốt nhất chính là chuyên trở ra ngoài chúng ta nhất định phải lập tức vận chuyển về bắc địa không có thuyền à mà lại chúng ta ước chừng còn có 2 phần ba quân giới không có chế tạo xong còn cần mấy ngày mới được nghe lời này trần giải híp mắt mở mắt chỗ lấy các ngươi muốn nhường ta giúp các ngươi đem nhóm này quân giới vận ra khỏi thành hàn hà nói không sai trần giải cau mày nói nguy hiểm này có thể là rất lớn à giúp đỡ các ngươi bái hỏa giáo vận chuyển quân giới nếu là bị phát hiện Ta đây cũng là tư thông bái hỏa giáo, ý đồ mưu phản, đặt lỗ hoa xích phủ khẳng định sẽ không để lại dư lực muốn tiêu diệt ta. Nhất là gần nhất Triều đình muốn phái tuần tra sứ xuống tới, chính là cao áp thời điểm, một cái sơ sẩy. Ta coi như thật đầy bàn đều thua, đến lúc đó ta một nhà già trẻ đều muốn bồi ở bên trong, nguy hiểm này quá lớn à. Chân Giải một mặt khó xử, cái này tư thông bái hỏa giáo, ý đồ mưu phản, nếu như bị nắm được cán, hắn nhưng là phế địa. À. Hàn Hà nghe vậy nhíu mày, Hàn Liên miệng nhỏ cũng bĩu, Tôn Thiết Trùy cũng mặt ủ mày trao, hiện tại bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp. Cũng chỉ có Trần Cửu Tứ một người, nếu là Trần Cửu Tứ không đáp ứng, bọn hắn coi như thật vô kế khả thi, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ kế hoạch này. Thế nhưng là bắc địa các tướng sĩ làm sao bây giờ à? Bọn hắn cần vũ khí. Ba người chính đang giàu dĩ đâu, đúng lúc này Trần Giải đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật đi, việc này cũng không phải là không thể làm, chỉ bất quá các ngươi phải đáp ứng ta điều kiện nói trần giải ánh mắt tại hàn hà cùng hàn liên trên thân xem lấy nhất là hàn liên chỗ đó nhìn nhiều mấy mắt hàn hà trong nháy mắt cảnh giác nhìn lấy trần giải nói ngươi ngươi muốn làm gì